triệu phong xuyên việc đến méo miệng long vương đô thị trong tiểu thuyết nhưng thân phận của hắn không phải nhân vật chính mà là một tên nhiều lần bị ngược siêu cấp đại nhân vật phản diện cái này còn chưa xong hắn càng là bị nữ tác giả an bài chính phần hôn ước đều là muốn hắn đoạt nhân vật chính nữ nhân việc này có thể làm sao vì thế con đường tự cứu của triệu phong bắt đầu bất quá làm hắn kinh ngạc chính là các ngươi như thế nào cũng không theo sáo lộ ra bài a đã nói là từ hôn rồi mà các ngươi vẫn để cho ta ăn bám là chuyện gì xảy ra a à, chương một ta là loại kia ăn bám người sao bạn đang nghe tại truyện chấm audio số dư tài khoản của ngài âm một vạn tám chín trăm chín mươi chín trước cửa ngân hàng hoa hạ triệu phong nhìn con số trong điện thoại di động cao hứng sắp nhảy dựng lên triệu phong hắn trải qua ba năm rốt cục phá sản hưng phấn qua đi trong mắt triệu phong tràn đầy chua xót ai biết ba năm nay hắn làm sao qua được. Vì để cho phụ thân tán gia bại sản, danh dự cả nhà mất sạch, uống gió Tây Bắc, Triệu Phong có thể nói là sử dụng tất cả vốn liếng toàn thân, tế bào não cũng sắp phí hết. Ba năm này, Triệu Phong uống rượu đánh bạc, khen thưởng kết xu, ra vào các khu vui chơi giải trí lớn ở Giang Thành. Mắt thấy tiêu phí càng ngày càng thấp, tiêu còn không bằng lão cha dốc lòng kia kiếm nhiều, Triệu Phong trực tiếp thu mua một công ty, chuyên làm mua bán lỗ vốn. Vì phong ngừa chuyện như ngoạ long phượng sổ phát sinh, Triệu Phong không hỏi ý kiến bất luận kẻ nào, đem tiền đều đầu tư vào một câu lạc bộ bóng đá. Mua cầu thủ thế giới, trả tiền lương giá trên trời, bóng đá kim nguyên đại hưng, lấy cờ hiệu đoạt giải quán quân, chỉ cần có thể tiêu tiền không để lại dư lực. Kết quả tự nhiên rõ như ban ngày, không đến một năm, hắn liền đem 10 tỷ tài sản phụ thân của cải toàn bộ bồi thường sạch. Đáng giận nhất không chỉ có câu lạc bộ lưng đeo khoản nợ kết xù bị hắn chơi chết, ngay cả xếp hạng cũng là lót đáy giải đấu. Cuối cùng như nguyện đạt được một mảnh bêu danh trên mạng. Tất cả đều nhờ vào tầm nhìn xa trong rộng của hắn. Tìm đúng hướng đầu tư. Phụ thân, ngài kiên trì xuống, lập tức chúng ta có thể sống qua không cần lại lo lắng đề phòng ngày lành. Liên tưởng đến phụ thân bị hắn tức giận đến bệnh nặng nằm viện, Triệu Phong ở trong lòng âm thầm nói. Muốn nói không đau lòng đó là giả, nhưng hắn cũng không có biện pháp ai bảo hắn là ba năm trước xuyên việc tới đây đây hắn cũng là người bị hại sâu sắc bởi vì đắc tội với một nữ tác giả tiểu thuyết mạng hắn bị kéo vào trong quyển tiểu thuyết lấy long vương miệng méo làm nhân vật chính này mà triệu phong hắn lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất của long vương nói cách khác chính là từ nhỏ đã làm nền cho nhân vật chính hoàn thành trang bức đánh mặt đáng giận nhất chính là nữ tác giả kia hận hắn không chết vậy mà lập tức an bài cho hắn chính phần hôn ước tất cả đều là nữ nhân thân cận nhất sau này của nhân vật chính các nữ chính kim hậu cung này nếu để cho méo miệng long vương từ biên cương cường thế trở về vậy hắn mười cái triệu phong cũng không đủ đối phương giết a à? cũng chính là may mắn triệu phong có thời gian 3 năm chuẩn bị nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi này ngươi ở đâu ta đã đến rồi đột nhiên lăng vân yên gọi điện thoại tới đây là quyển sách vị thứ nhất nữ chính, cũng là về sau nhân vật chính bên người đại nữ chính. Ngày hôm qua Triệu Phong đã nói hôm nay tới bàn chuyện hôn ước với cô. Triệu Phong không trả lời, tắt điện thoại đi về phía nhà hàng bên cạnh. Bởi vì thân phận trước kia, Lễ Tân cũng không làm khó dễ Triệu Phong, bất quá cũng không coi trọng Triệu Phong. Lúc này, Lăng Vân Yên đang ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, trước mặt đặt một ly cà phê bốc hơi nóng. Triệu Phong cười đáng khinh lập tức đi về phía nàng không có biện pháp đây là nhân vật phản diện nên có lăng tiểu thư tới thật sớm a à, ta còn tưởng rằng giống như các ngươi loại này nữ cường nhân đều thói quen theo điểm đến đây triệu phong nói xong kéo ghế ngồi xuống ánh mắt không kiên nể gì đánh giá từ trên xuống dưới nếu không nói lăng vân yên người ta là đại nữ chính muốn địa vị nữ tổng giám đốc tập đoàn đưa ra thị trường muốn bề ngoại khuynh quốc khuynh thành thiên nữ hạ phàm luận quần áo, một thân hàng hiệu cao cấp, mặc cho ai liếc mắt một cái có thể khống chế được không nghĩ kỳ quái. Điều này có thể cách nhân vật phản diện hắn tham luyến sắc đẹp người ta sao? Cho dù Long Vương méo miệng nhìn không phải cũng có phản ứng thân thể sao? Chẳng qua người ta biết giả bộ mà thôi. Triệu Phong trong lòng buồn bực. Nhìn thấy Triệu Phong sắc mặt này mị mị bộ dáng, Lăng Vân yên lông mày chán ghét, liếc hắn một cái. Đều phá sản còn không thành thật. Hôn ước của hai người bọn họ là nét bút hỏng trên lý lịch nhân sinh của Lăng Vân Yên, cũng không biết lúc trước Gia Gia vì sao nhất định phải đem nàng gả cho Triệu Phong, hiện tại xem ra, quả thực chính là đem nàng đẩy vào trong hố lửa. Ta tuy rằng phá sản, không phải còn có thể ăn bám sao. Vân Yên, ta kiếp sau toàn bộ dựa vào ngươi. Điều này làm cho Lăng Vân Yên trong lòng càng thêm phiền chán. Nói đi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể từ hôn? Lăng Vân Yên trực tiếp hỏi: "Đơn giản, giúp tôi trả nợ trong thẻ." Triệu Phong nịnh nọc móc móc túi, đem một tấm thẻ ngân hàng đẩy qua. "Chỉ đơn giản như vậy." Nghe nói như thế, Lăng Vân Yên nhất thời có chút không thể tin được lỗ tai của mình, thậm chí cho rằng hắn đang lừa dối chính mình. "Đơn ly hôn ta đều mang đến, mặt trên ta đã ký tự, chỉ cần ngươi ký hai chúng ta liền hoàn toàn không có quan hệ." từ nay về sau chuyện lớn như trời ngươi cũng không cần tới tìm ta. Triệu Phong lại từ trong ngực lấy ra một quyển hiệp nghị. Đồng thời âm thầm ức chế kinh hỉ trong lòng, Triệu Phong đã chờ ngày này rất lâu. Hắn nhìn chầm chầm Lăng Vân Yên, chờ mong đối phương ba lần năm chia hai. Ba năm cố gắng này lập tức sẽ có kết quả. Lăng Vân Yên nhận lấy bút, tại một khắc chuẩn bị ký tên kia lại đột nhiên do dự. Cô không ngờ hôm nay lại dễ dàng như vậy dựa theo triệu phong tính cách trong nhà gặp phải loại chuyện này không nên chết cũng quấn quanh nàng sao loại hành động khác thường này ngược lại làm cho lăng vân yên do dự cô đang tự hỏi tại sao triệu phong lại làm như vậy thấy thế trong lòng triệu phong lập bộp một tiếng chẳng lẽ là bị nhìn thấu không có khả năng a à, hắn cẩn thận cẩn thận như vậy biểu diễn tương đối hoàn mỹ lo lắng lúc chia tay lăng vân yên sẽ bổ não mình đã làm tốt với cô tiến tới luyến tiết ký tên Triệu Phong thậm chí ba năm nay cố ý trốn tránh cô, ngay cả một bó hoa cũng chưa từng tặng. Tất cả đều nằm trong tính toán của Triệu Phong. Cha ta nói ngươi quỷ kế đa đoan, nói không chừng dùng khổ nhục kế chọc ta đồng tình, để cho ta cẩn thận một chút. Lăng Vân Yên đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, giống như thẩm vấn phạm nhân. Mắt thấy sắp tới tay thành quả bay, Triệu Phong nhất thời nóng vội lên, cha ngươi phỉ bán ta a, à, ta là loại người này sao? Ta tuy rằng xấu nhưng ta xấu có nguyên tắc. Hơn nữa con mắt nào của ngươi thấy ta khóc, ta có cầu xin ngươi cái gì không? Chỉ thấy Lăng Vân Yên lắc đầu, biểu môi nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ngươi muốn rời ta không rời, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tính toán cái gì, chờ ta điều tra rõ ràng rồi nói sau. Lăng Vân Yên cảm thấy hết thảy không đơn giản như vậy, chỉ bằng 3 năm bài sạch 100 ức, cũng không phải người bình thường có thể làm được cho nên nàng biểu hiện thập phần cẩn thận không được đã đến rồi cuộc hôn nhân này anh phải ly hôn triệu phong đứng dậy ngăn cản không cho nàng đi cho tôi một lý do lăng vân yên nhìn hắn nói bởi vì ta là cặn bã ta là uất ức phế ta chỉ biết ăn bám này hôn ngươi nếu là không ly trong vòng nửa tháng ta có thể cho ngươi theo ta cùng nhau uống gió tây bắc vì muốn ly hôn trước khi long vương đến triệu phong có thể nói là hoãn không lựa chọn tốt ta không tin tà ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào tại trong vòng nửa tháng lại để cho ta giống như ngươi uống gió tây bắc lăng vân yên nhết khóe miệng không ăn bộ này nói xong cô xách túi bỏ đi trước khi đi còn ném cho triệu phong một tấm thẻ ngân hàng cùng một cái chìa khóa xe đông sơn tái khởi cần khởi động tài chính ta xem trọng ngươi kiếm tiền nhớ phân ta cổ phần nhìn bóng lưng cô biến mất ở ngoài cửa. Lại nhìn thẻ ngân hàng và chìa khóa xe trong tay, Triệu Phong càng nghĩ càng tức, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Ta muốn tự hôn, ngươi lại để cho ta ăn bám. Chương 2 Toàn bộ các ngươi đều điên rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mẹ nó, nhìn không nổi ai đâu, lấy tiền nhục nhã ta đúng không, ta muốn nhận của ngươi bố thí ta chính là cậu. Thật coi lão tử không có tiền sao, lão tử đó là nhiệt tình yêu thương công ích, chính mình nguyện ý đem tiền ném ra ngoài được không? Nếu không ngươi cho rằng ngươi có cơ hội nhục nhã ta. Trên một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi, Triệu Phong nắm tay lái bực tức. Được, giỏ trút mút nước công giả tràng. Ở trên người Lăng Vân Yên hắn xem như chịu nhiều đau khổ. Ai biết nữ nhân này khó lừa gạt như vậy? Vốn tưởng rằng là một chuyện phi thường đơn giản điều này không thể không làm cho Triệu Phong thay đổi sách lược. Lăng Vân Yên bên này là tạm thời không mở ra được lối ra, nếu là chờ méo miệng Long Vương đến, hắn chỉ có thể trước tránh một thời gian. Hiện tại Triệu Phong chỉ có thể đến nhà nữ chính thứ hai sau khi nhân vật chính. Có Lăng Vân Yên bên này thất bại, Triệu Phong đã rõ ràng nên làm như thế nào? Rất nhanh, Triệu Phong lái xe tới Đại viện Tề Gia. Cửa ung dung quý phái, trước cửa có hai hộ vệ trong nhà đứng lại, anh là ai, có hẹn trước không? thấy triệu phong hấp tấp xông vào, một gã hộ vệ vội vàng ngăn cản, lớn tiếng chất vấn. có giáo huấn vừa rồi, triệu phong đi ngược lại, trực tiếp tác đối phương một bạt tay. mắt chó nhìn người thấp đồ vật, liền nhà ngươi tiểu thư vị hôn phu cũng không nhận ra, thức thời điểm chính mình cút đi. một phen hành động hiển lộ bản sắc nhân vật phản diện. quả nhiên, lời này vừa nói ra, hai người cũng không dám lên tiếng người bị đánh bụng mặt nhìn Triệu Phong, nhất thời không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Không có ngăn trở, Triệu Phong nghênh ngang đi vào. Một người đàn ông và một người phụ nữ bên trong đang nói chuyện. Phụ thân, ta không muốn xem mắt, ngài xem ngài tìm kia đều là những người nào, một đám ngụy quân tử, đều là đồ gia sản của ngài. Bên cạnh chỗ ngồi trên, một cái nhìn qua 18 tuổi tả hữu thanh xuân thiếu nữ, cua chân dài, biểu môi nói. Nàng chính là tề lạc lạc, con gái của Tề Phong Hỏa. Người ngoài đều nói nàng tiểu gia Bích Ngọc, vậy chẳng lẽ em muốn gả cho tên khốn Triệu Phong kia sao? Trên chủ vị, Tề Phong Hỏa bình tĩnh hỏi lại. Nghe nói như thế, Tề Lạc Lạc nhất thời trầm mặt, Triệu Phong là vị hôn phu nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng thanh danh của Triệu Phong nàng thường xuyên nghe được. Người này say rượu hoa tâm đánh bạc thiếu tiền không trả, cái gì xấu hắn làm cái đó, thậm chí đồn đãi làm lớn bụng rất nhiều nữ nhân đều ép buộc các nàng phá thai kết hôn với người như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc không còn cách nào khác sao tề lạc lạc bất đắc dĩ nói tề phong hỏa lắc đầu chỉ có ngươi gả cho một cái giống nhau gian thành hào môn đem gạo nấu thành cơm tin tưởng ngay cả triệu phong cũng không có bất kỳ biện pháp hơn nữa ta còn nghe nói nhà hắn gần đây bị triệu phong cho làm phá sản đây càng là chúng ta giải trừ hôn ước cơ hội tốt tề phong hỏa dù sao cũng là gian thành hào môn nhận được tin tức tốc độ không thua gì các đài truyền hình lớn trong mấy tấm hình này là ngươi từng gặp từ bên trong chọn một cái đi dù sao cũng tốt hơn triệu phong mười vạn lần nhìn ảnh chụp trên tay tề lạc lạc hơi nhíu mày những người này tuy rằng gia thế không tệ nhưng chung quy không phải đồ ăn của nàng huống chi bọn họ cũng không phải thật lòng yêu nàng đều là có ý đồ khác nhìn thấy một màn như vậy trong lòng triệu phong mừng thầm cơ hội của hắn đã tới. Tề gia chủ, ngươi làm như vậy không khỏi quá bỏ đá xuống giếng đi, nhớ lúc trước phụ thân ta cùng ngươi thương lượng hôn ước thời điểm, ngươi cũng không phải làm như vậy. Triệu Phong đột nhiên đi tới, lớn tiếng nói. Đúng như lời Triệu Phong nói, hôn ước của hắn và Tề Lạc Lạc là 10 năm trước Tề Phong Hỏa vì bám vào cây đại thụ Triệu gia lúc ấy mà chủ động thương lượng. Hiện tại Tề Phong Hỏa làm như vậy, không phải bỏ đá xuống giếng thì là cái gì? nhìn thấy người tới là Triệu Phong, Tề Phong Hỏa trong nháy mắt lúng cuốn. Ai, ai, ai cho hắn vào? Sao không báo cho ta biết một tiếng? Sắc mặt Tề Phong Hỏa tức giận. Bị đánh cửa hộ vệ vội vàng chạy vào giải thích nói. Không sai, gia chủ, là chúng ta sơ sẩy. Bộ dáng đầy mồ hôi kia sợ Tề Phong Hỏa trách phạt bọn họ. Không trách bọn họ, là chính ta muốn tiến vào, vốn ta tán gia bại sản, chính là muốn cùng các ngươi đến giải trừ hôn ước không nghĩ tới các ngươi đã sớm làm như vậy tính toán thật sự là quá làm ta thất vọng đau khổ tề phong hỏa ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi ở trước mặt phụ thân ta phát qua thời sao triệu phong đã lâu không có như vậy sảng khoái qua nhân vật phản diện chính là có thể muốn làm gì thì làm bằng không ai còn đương nhân vật phản diện nghe nói như thế tề phong hỏa vô cùng chột dạ những năm này vinh hoa phú quý đã để cho hắn đã quên lúc trước chính mình trải qua triệu phong vừa nói như thế những ký ức đã từng xuất hiện trong đầu thời điểm hắn cùng đường gần như phá sản là triệu gia ra tay giúp đỡ cứu vãn bọn họ chính mình vì báo đáp mới đem nữ nhi chỉ phúc vi hôn chỉ vì theo thời gian trôi qua hắn càng ngày càng chướng mắt triệu phong sợ nữ nhi chịu ủy khuất mới muốn đổi ý nhìn sắc mặt phụ thân hiện lên thống khổ tề lạc lạc không đành lòng ngươi chính là triệu phong đúng không có chuyện gì hướng ta tới Tề lạc lạc giang hai tay ra, chắn ở trước người phụ thân mình. Thấy thế, Triệu Phong được voi đòi tiên, đặt mông ngồi trên ghế, không nhìn bọn họ. Hôn nhân này nói cái gì ta cũng không lui, lập tức liền cho ta làm kết hôn, ta triệu gia phá sản, ta muốn lập tức trưởng quản tề gia, bằng không ta không có tiền tiêu. Như vậy, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo? Khẩu khí kia, muốn bao nhiêu cùng vọng có bấy nhiêu cùng vọng? giống như đem triệu phong đời trước đều tích góp từng tí một, tâm lý ương ngạnh không dám bày ra tất cả đều lộ ra không bỏ sót. Cái này các ngươi cũng nên cầu ta từ hôn đi, đến lúc đó ta tại thuận thế mượn dốc xuống lừa, nữ chính thứ hai từ hôn, hoàng mỹ. Đây là kinh nghiệm triệu phong lấy ra từ trên người lăng vân yên, mềm không được, ta không thể cứng trắng sao. Dù sao người khác thiết lập đã chứng thực, chính là một đại hỗn đảng phú nhị đại bất học vô thuật, giỏi về tiêu xài, tham tài háo sắc tội ác tây trời. Ai điên mới có thể thích hắn chứ? Tề Phong Hỏa cùng Tề Lạc Lạc liếc nhau một cái, hắn hiện tại sâu tự ngàn vạn, nhưng xét đến cùng vẫn phải nghe một chút ý kiến của nữ nhi mình. Một bên là ân nhân đã từng cứu cả nhà mình trong nước sôi lửa bỏng, một bên là nữ nhi mình yêu thương nhất. Tâm tình Tề Lạc Lạc cũng hết sức phức tạp, cau mày suy nghĩ một lát, sau đó mới như hạ quyết tâm nào đó, chậm rãi nói: "Được, ta đáp ứng ngươi." hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ của chúng ta triệu phong đang nhắm mắt lại ngâm nga tiểu khúc lập tức giải trừ hôn ước nghe nói như thế nhất thời ngồi dưới đất hắn vỗ vỗ mông vội vàng đứng lên không thể tin nói cái gì ta không nghe lầm chứ ngươi muốn cùng ta kết hôn triệu phong sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài vậy còn cao minh chờ nhân vật chính trở lại chẳng phải trực tiếp một chưởng đập chết hắn sao đây là hận hắn không chết thấy triệu phong phản ứng lớn như vậy tề lạc lạc cùng tề phong hỏa nhất thời bối rối đó không phải là điều hắn yêu cầu sao sao đột nhiên lại thất thố như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng triệu phong giống như rất sợ bọn họ kết hôn loại cặn bã như tôi anh còn thích sao triệu phong cũng biết lộ ra sơ hở không tốt tĩnh tâm lại tiếp tục hỏi bởi vì phụ thân ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta tề lạc lạc trả lời đơn giản một câu nhưng ta là vì chơi ngươi đấy ta là vì nhà ngươi tài sản ba ngày ta có thể toàn bộ đều tiêu hết ngươi không sợ sao sợ tề lạc lạc trả lời vậy em còn kết hôn với anh triệu phong hoàn toàn sụp đổ bởi vì phụ thân ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta tề lạc lạc lần nữa kiên định tỏ thái độ đây là đạo lý tề phong hỏa dạy nàng từ nhỏ làm người phải biết ơn báo đáp. Anh là người đọc sách à? Thấy Tề Lạc Lạc lại nói như vậy, Triệu Phong nhìn không được bực tức. Tề Lạc Lạc le lưỡi, cười xin lỗi, nói. Vậy ta không nói nữa. Triệu Phong thật tại cầm nàng không có biện pháp, chỉ cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói. Kỳ thật các ngươi chỉ yêu cầu ta một chút, ta liền có thể đáp ứng giải trừ hôn ước, ta chỉ kém một cái bậc thang. Triệu Phong bức thiết muốn giải trừ hôn ước, lúc này thiếu chút nữa quỳ xuống cho bọn họ. Ngươi không cần khảo nghiệm chúng ta, còn không đợi tề phong hỏa lên tiếng, tề lạc lạc đã cướp lời nói. Yên tâm đi, hôn lễ hết thảy giao cho ta phụ trách, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nghe nói như thế triệu phong khóc không ra nước mắt, vẻ mặt quể oải, đỡ tề lạc lạc thân thể quỳ xuống, đại tỷ, ta trên có già dưới có trẻ, van cầu ngươi đem hôn ước của chúng ta giải trừ đi, ta nhất định sẽ cảm tạ tám đời tổ tông các ngươi về sau không bao giờ chủ động trêu chọc các ngươi nữa chỉ chốc lát sau triệu phong liền khóc thành nước mắt thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đã mấy chục năm trong viện cũng không nghe được tiếng khóc cực kỳ bi thương như vậy thật sự quá để tâm a à lai triệu công tử gần đây gặp phải không tốt áp lực tinh thần có chút lớn đỡ hắn về phòng ta nghỉ ngơi một chút đi tuân lệnh a lai không nói hai lời lập tức ông triệu phong rời đi đừng ta còn có lời muốn nói ta muốn giải trừ hôn ước ta muốn giải trừ hôn ước a à. triệu phong đưa tay nói với tề lạc lạc chẳng qua còn chưa đợi hắn nói xong trên cổ đã bị a lai chặt đứt suy nghĩ cuối cùng trước khi triệu phong ngất đi là xong rồi hết thảy đều xong rồi chương 3 hy vọng lại tới bạn đang nghe tại truyện chấm audio con gái con thật sự quyết định gả cho hắn chờ sau khi triệu phong bị mang đi tề phong hỏa hỏi tề lạc lạc trên mặt có chút xấu hổ tề lạc lạc gật đầu thật mạnh đương nhiên nói tề gia chúng ta lúc nào nói chuyện không giữ lời nhưng ngươi không phải ghét nhất ngụy quân tử sao vì cái gì còn muốn cùng triệu phong khốn kiếp như vậy kết hôn cho dù hắn là cha của con gái mình lúc này cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì phụ thân ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao tề lạc lạc nghiêng đầu rất là nghiêm túc hỏi lời này làm cho tề phong hỏa nhất thời sửng sốt hắn hoàn toàn xem nhẹ cảm thụ của nữ nhi triệu phong lần này sở dĩ tới cửa khẳng định là bị ép đến tuyệt lộ mới làm chúng ta nếu mặt lạnh cự tuyệt đi ra ngoài hắn sẽ chỉ trích chúng ta vong ân phụ nghĩa bỏ đá xuống giếng để cho chúng ta đặt ở chỗ trũng đạo đức phát động tất cả mọi người tới công kích chúng ta nói không chừng về sau cũng không ai dám cùng chúng ta hợp tác. Tề lạc lạc dừng một chút, tiếp tục nói. Cho nên ta không chỉ muốn cùng hắn kết hôn, càng muốn phong phong quan quan tổ chức việc này, để cho người toàn thành đều tìm không ra một tia đề tài. Nghe nói như thế, tề phong hỏa âm thầm gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy nữ nhi của mình thành thục. Chỉ bất quá này nếu để cho triệu phong nghe được, tuyệt đối sẽ hô to oan uổng, còn muốn phun tạo bọn họ cũng quá biết liên tưởng đi hắn thật sự chỉ muốn ly hôn mà thôi. vạn nhất đúng như lời triệu phong nói, gia sản của chúng ta đều bị hắn tiêu xài thì làm sao bây giờ? yên tâm đi, ở nhà mấy ngày nay, ta học qua ngữ phu thuật, bảo đảm trị được hắn phục tùng thiết, để cho hắn đối với ta nói gì nghe nấy. có thể nói, vì ngày này cô đã chờ rất lâu. nhìn thấy nàng cái dạng này, tề phong hỏa thậm chí quên nàng là nữ nhi của mình, thầm nghĩ đối với nàng dơ ngón tay cái lên. Mưu sĩ lấy thân nhập cục, cử cờ thắng thiên bán tử. Ngày hôm sau, Triệu Phong từ trên giường tỉnh lại. Một khắc mở mắt kia, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Cách cửa sổ, hắn đều có thể nhìn thấy bên ngoài văn đèn kết hoa, vui sướng hơn hoang cảnh tượng. Tề Lạc Lạc điên rồi sao? Cô thật sự định kết hôn với mình? Lại tính sai rồi. Triệu Phong tức giận vỗ đùi. Rốt cuộc là bước nào sai lầm? hắn đều là dựa theo dự đoán ban đầu thiết kế tới a triệu phong trăm mối vẫn không có cách giải còn tiếp tục như vậy hắn đều hoài nghi người của thế giới này rốt cuộc có bình thường hay không hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài chết tiệt sao tôi lại ngủ ở đây cả đêm triệu phong vuốt cổ nơi đó đến bây giờ còn đau tên tiểu tử thối a lai kia thật đúng là dùng sức trực tiếp hạ thủ a hành vi trả thù thỏa đáng hôm khác nhất định sẽ trả thù lại lắc đầu, Triệu Phong nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy thân ảnh tề lạc lạc. Sẽ không phải là ăn xong vỗ mông rời đi chứ. Triệu Phong nhìn phía dưới mình, cũng không có dấu vết bị cởi quần áo, lúc này mới yên lòng. Bất quá thừa dịp không ai biết mình tỉnh lại, chạy nhanh mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Triệu Phong cũng không để ý nhiều, vội vàng đi ra ngoài. Chỉ bất quá lúc tới cửa, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn cản hắn. Triệu công tử ngài tỉnh rồi, ngài không biết vì hôn lễ của các ngươi tề tiểu thư chúng ta cả đêm không ngủ đâu ở cửa trên mặt a lai tràn ngập nụ cười nịnh nọt nghe nói như thế trong lòng triệu phong chỉ nghĩ nàng có ngủ hay không liên quan rắm gì đến ta tránh ra tôi muốn ra ngoài triệu phong nghiêm túc nói không có lỗi triệu công tử tiểu thư cố ý dặn dò ngài không thể đi a lai dùng thân mình chắn ở cửa vì sao triệu phong có chút mất hứng hai ngày nữa là ngày ngài kết hôn rồi cho nên không cho phép xảy ra sai sót a à, lai nghiêm trang giải thích tề lạc lạc này lại thật sự thái độ kiên quyết như vậy triệu phong âm thầm nói nếu là như vậy hắn càng phải đi hôm nay ngươi thả ta đi ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp gấp bội rơi vào đường cùng triệu phong chỉ có thể cùng đối phương đàm điều kiện Triệu công tử, ta chỉ có thể nói ngươi nhìn lầm người. A à Lai ta trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bán tiểu thư. Điều này làm cho Triệu Phong cau mày, sắc mặt thập phần khó coi. Hết lần này tới lần khác hắn lại không dễ động thủ, bằng không đưa tới càng nhiều người sẽ không tốt. Đời trước hắn sợ nhất chính là loại người thiết diện vô tư này, căn bản là không dễ thao tác. Bất quá cũng không phải là không thể chạm vào nguyên tắc một chút chỉ cần ngài về sau đáp ứng che chở ta là được. Nói xong, A Lai liền một tay ôm ngực, một ngón tay chỉ Triệu Phong, yếu ớt nói. Chưởng pháp thật lợi hại. Tiếp theo liền ngất đi. Bớt chút thời gian còn liếc Triệu Phong một cái. Thấy vậy Triệu Phong trận mắt há hốc mồm. Diễn xuất này, quả thực lô hỏa thuần thanh. Trong mắt A Lai, chờ Triệu Phong cưới tề lạc lạc, toàn bộ tề gia đều do hắn định đoạt, đây coi như là bán một nhân tình nho nhỏ cơ hội không đợi người triệu phong không có thời gian nói nhảm với a lai trực tiếp nhảy qua người hắn may mà tinh lực của mọi người đều đang bố trí hôn lễ không chú ý tới triệu phong lặng lẽ chuồn ra ngoài ra bên ngoài triệu phong nhanh chóng lên chiếc xe mình đậu ở ven đường cắm chìa khóa chuẩn bị lái đi chờ tề lạc lạc nghe được thanh âm đuổi theo thì đã muộn tạm biệt tề lạc lạc còn muốn cho ta cưới ngươi cửa cũng không có lão tử muốn đi tiêu giao. nói xong triệu phong đạp chân ga không thấy bóng dáng tiểu thư triệu công tử này có thể là thật sự muốn từ hôn đi a à lai bên cạnh thấy tề lạc lạc nhíu mày nhỏ giọng suy đoán trả lời hắn lại là một trận mắng chửi chém đầu che mặt hắn tuyệt đối là muốn tính kế chúng ta cho toàn bộ gian thành người lưu lại công kích đề tài chỉ trích chúng ta không bội tính sau đó để cho chúng ta tán gia bại sản Nghe nói như thế, A à Lai nhất thời không dám im lặng. Hừ, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhìn Triệu Phong rời đi, Tề Lạc Lạc phẫn quốc nói. Sau khi rời đi Triệu Phong trực tiếp lái xe đến chỗ cũ của hắn, phóng túng quán ba. Vừa xuống xe, liền có người ở cửa hấp tấp chạy tới tiếp đại hắn. Một trong số họ mặc áo sơ mi trắng, cho thấy bụng bia phồng lên. Hắn là chó săn trung thành nhất của Triệu Phong, Phan Hùng đồng thời cũng là quản lý quán ba do triệu phong tự mình bổ nhiệm phan hùng tự mình cởi áo khoác cho triệu phong sau đó đưa tay dẫn đường một đám người che chở triệu phong đi vào trong không biết còn tưởng rằng đại nhân vật nào tới đại ca ngài như thế nào mới đến a à? chúng ta chờ ngài một ngày đều phan hùng vừa đi vừa nói vốn đã nói sau khi triệu phong phá sản tới nơi này chúc mừng một chút nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa nhân sinh thiếu chút nữa bị hủy trong tay tệ lạc lạc lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao triệu phong không có giải thích mà là nói quả thật có một chuyện quan trọng ngày hôm qua có người thúc giục nợ thúc giục tới nơi này bị chúng ta đuổi đi cậu làm như thế nào triệu phong hỏi theo như ngài phân phó nhiệt tình lễ phép một hỏi ba không biết lúc cần thiết đe dọa vài câu cho thấy chúng ta không phải dễ chọc đối với câu trả lời này triệu phong rất là hài lòng tốt lắm ngươi trưởng thành rồi triệu phong vỗ vỗ bả vai hắn phan hùng tâm có chút chua xót hắn không biết triệu phong vì sao muốn cho bọn họ làm như vậy nhưng thật sự quá nghẹn khuất rõ ràng động thủ đánh một trận không đến ba phút liền xong việc thật tình không biết triệu phong chỉ muốn xú danh nhân vật phản diện đeo trên lưng không muốn thật sự đi chọc vào người khác phải biết rằng nhân vật chính giao thiệp rất trọng bên người nhân vật chính đoàn ẩn núp ở các địa phương, không cẩn thận sẽ dính vào phiền toái, cho nên ở dưới tình huống không biết gốc biết ngọn, ngàn vạn lần phải ước thúc hành vi của thủ hạ, để tránh bị bọn họ liên lụy đến chính mình. Vừa vào quán ba, các loại hơi thở phả vào mặt, âm nhạc sao động trong sàn nhảy tận tình tràn ngập, rất nhiều nam nữ nữ quên hết tất cả phát tiết. Đại ca, hôm nay chơi cái gì? Đi tới một chỗ sofa, Phan Hùng trót rượu, vẻ mặt cười tủng tiễn. Tuy rằng trên danh nghĩa Triệu Phong không có cổ phần trong quán bar này, nhưng chỉ có mấy người Phan Hùng biết ai mới là ông chủ chân chính. Triệu Phong dựa vào sofa, bắt chéo chân, hút thuốc, nhìn một đống mỹ nữ khiêu vũ cách đó không xa. Không phải tất chân thì là chân trần, trắng nõn mềm mại, dáng người đều cao gầy, chói lọi. Cho đến khi nhìn thấy một người vui vẻ, trên mặt mang theo một chút kiệt ngạo, giống như ngựa hoang nhỏ có một người đàn ông hèn mọn muốn nhân cơ hội chấm mút trực tiếp bị cô trừng trở về, sợ tới mức đối phương xám xịt đi xa. Cái này thật thú vị. Triệu phong linh cơ vừa động, hy vọng từ hôn lại tới. Chương 4 Cao lãnh tương phản nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không ai hy vọng nam nhân của mình cùng nữ nhân khác ngủ cùng một chỗ, các nàng không phải không tin sao, vậy Triệu Phong liền gạo nấu thành cơm cho các nàng xem để cho các nàng tự mình bắt gian, cái này so với cái gì cũng nhìn thấy mà giật mình. Nếu như vậy các nàng đều có thể nhìn, vậy Triệu Phong nói cái gì cũng nhận. Thử hỏi ai gặp phải loại chuyện này có thể dễ dàng tha thứ đối tượng chặt chân. Từ mặt khác mà nói, hắn thân là nhân vật phản diện làm cái gì cũng là theo lý thường phải làm chứ. Dù sao mục đích của hắn chính là trước khi nhân vật chính đến đem tất cả hôn ước đều thối lui, về phần dùng phương thức gì, nói một ngàn nói một vạn, đó vẫn là tính mạng của mình trọng yếu hơn nữa hắn muốn lựa chọn nữ nhân còn không thể quá xấu bằng không sẽ làm lăng vân yên cùng tề lạc lạc không cảm nhận được uy hiếp tồn tại đủ loại cân nhắc nữ sinh trước mặt này là thích hợp nhất đại ca ngài có phải hay không coi trọng nữ nhân kia cần các huynh đệ dùng cường sao bảo đảm trong chốc lát liền cho ngài đưa phòng đi phan hùng không hổ là tương đương xứng chức chó săn liếc mắt một cái liền chú ý tới triệu phong ánh mắt Triệu Phong một cái tác vỗ vào Phan Hùng trên đầu, giáo huấn nói. Ta như thế nào dạy ngươi, đã quên chúng ta tuy rằng xấu, nhưng xấu có nguyên tắc. Nói xong, Triệu Phong đứng dậy đứng lên cổ áo, tự tin nói. Ta muốn dùng mị lực chinh phục nàng. Tiếp theo, Triệu Phong liền bước đi vô cùng kiên định về phía nữ sinh kia. Thân là phú nhị đại, từ nhỏ tiêu tiền như nước, ra vào đường hoàng, khí chất tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh có thể nói triệu phong từ lúc còn rất nhỏ đã chú trọng ăn mặc khuôn mặt đẹp trai lại càng kế thừa tư thế oai hùng của cha hắn cho nên khi triệu phong đứng thẳng người tràn đầy tự tin nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người triệu phong lấy ra tư thái nhảy nhót trước kia đi tới trước mặt nữ sinh kia thanh xuân xinh đẹp quần bò áo sơ mi hở rốn quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm xin chào làm quen một chút không tôi là triệu phong triệu phong vừa nhảy theo âm nhạc vừa cười vừa nói nữ sinh đối diện liếc hắn một cái đơn giản trả lời ba chữ phan thanh nguyệt nói xong phan thanh nguyệt không muốn để ý đến triệu phong nữa nữ sinh cao lãnh bình thường đều như vậy triệu phong lại không biết khó mà lui tiếp tục nói xem ra ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc chẳng lẽ ngươi không biết ta sao ta biết a à, ba năm bài sạch mười tỷ gia sản tức giận đến phụ thân sinh bệnh nằm viện, không phải là ngươi sao, toàn bộ Giang Thành còn có không biết sao. Cũng không có khoa trương như vậy. Triệu Phong sờ sờ mũi, cảm giác có chút ngượng ngùng. Điều này làm cho người khác nhìn, không biết vẫn tưởng là khen hắn chứ. Không phải anh phá sản rồi sao, anh tìm tôi làm gì? Phan Thanh Nguyệt không chút khách khí trận trắng mắt. Thì ra là bái kim nữ. Triệu Phong cũng không tức giận, Ngược lại trong lòng có chút mừng thầm Hắn chỉ sợ nữ nhân ngay cả tiền cũng không mua chuột được Ta đây còn có một trăm vạn đây, như thế nào, người có hứng thú sao Nói xong, Triệu Phong lấy ra tấm thẻ ngân hàng Lăng Vân Yên ném cho hắn trước khi đi Truyện cười, để cho hắn đông sơn tái khởi Làm sao có thể, Triệu Phong thật vất vả bỏ qua hết thảy, làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ Triệu Phong hiện tại sợ nhất chính là người khác cho rằng hắn tìm lực vô hạn. Về phần chuyện Lăng Vân Yên muốn nhập cổ phần, nơi nào mát mẻ thì ở đó đi, lão tử chính là muốn cho tiền của ngươi trôi theo dòng nước. Dùng tiền của ngươi để ngủ với nữ nhân khác, hắc hắc, ngươi có tức giận hay không? Quả nhiên, khi nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng kia, Phan Thanh Nguyệt có chút động tâm, ánh mắt nhìn chầm chầm, như là đang rối rắm cái gì. Đưa hết số tiền này cho tôi. Phan Thanh Nguyệt nhếch khóe miệng. Đương nhiên, cho ngươi hoa, đáng giá. Triệu Phong Ngữ khí kiên quyết. Khi hai người cùng đi vào trong khách sạn, nhìn bóng dáng của bọn họ, Phan Hùng ở phía sau nói thầm. Sao tôi nhìn cô gái kia quen mắt như vậy? Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không thấy rõ cô gái kia trông như thế nào. Các tiểu đệ khác cũng đều nhao nhao lắc đầu, đối với nữ nhân này không có ấn tượng gì. Có thể là nhìn lầm rồi, phan hùng lắc lắc đầu hy vọng lo lắng của mình là dư thừa hai người tìm một khách sạn gần đó lúc sắp đến phòng đột nhiên điện thoại di động của triệu phong vang lên triệu phong thuận tay nhận lấy không nghĩ tới đối diện truyền đến thanh âm lăng vân yên anh đang ở đâu tôi có việc muốn bàn rất có ích cho anh anh có muốn tới đây không lăng vân yên ngồi trong phòng làm việc cầm điện thoại lên nói vừa lúc nàng cũng muốn mượn cơ hội này thăm dò triệu phong một chút cô luôn cảm thấy triệu phong có thể phá sản trong thời gian ngắn như vậy bên trong sẽ có mờ ám gì không ngờ triệu phong đang lo lắng nên nói với cô như thế nào không nghĩ tới chính cô đã gọi điện thoại tới triệu phong ho khang một tiếng lấy giọng điệu điệu nói xú bà nương không biết lão tử đang chơi sao lúc này gọi điện thoại tới mất hứng lời này nghe được lăng vân yên nhất thời mộng bức sau đó kịp phản ứng nói ngươi nói chuyện với ai với ngươi a à, không muốn liền ly hôn, bằng không thì chịu đựng, chờ lão tử chơi đủ lại đến tìm ngươi. Loáng thoáng có thể nghe được thanh âm đối phương tức giận đến bộ ngực phập phồng. Hắn muốn chính là hiệu quả này, nếu không sẽ bị Lăng Vân Yên cuốn tới khi nào. Triệu Phong, anh đừng được voi đòi tiên. Lăng Vân Yên nói. Nàng vốn tưởng rằng Triệu Phong chỉ là thích ăn nói, nói một chút mà thôi. Hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải như vậy ta được voi đòi tiên thì làm sao? làm nữ nhân của ta phải có chuẩn bị làm tiểu thiếp. nói xong, triệu phong cầm điện thoại đến bên tai phan thanh nguyệt bảo bối nói một câu. ta nói cái gì a? À? vẻ mặt phan thanh nguyệt mờ mịt, hờn dỗi nói. triệu phong cũng lơ đỉnh, trong nháy mắt cút điện thoại, mục đích của hắn đã đạt được. kế tiếp liền chờ lăng vân yên chủ động tới cửa, cùng hắn ly hôn là được nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của triệu phong phan thanh nguyệt cười dài nói thì ra anh đã có vợ không biết là trào phúng hay là trêu ghẹo triệu phong kiên trì giải thích cái gì lão bà a à, đó đều là cha mẹ mệnh mai mối chiên ngôn ta chỉ yêu một mình ngươi nghẹn lâu như vậy triệu phong cũng là cực kỳ khó chịu không có biện pháp đám nữ nhân có hôn ước với triệu phong kia mỗi người khuynh quốc khuynh thành không thể bắt bẻ là nam nhân nhìn cũng muốn ngừng mà không được. Đừng nhắc đến Triệu Phong nữa. Nếu không là sợ Long Vương méo miệng sau khi trở về tìm hắn phiền toái, lấy tính cách Triệu Phong, tuyệt đối sẽ ở trên giường giết các nàng không chừa một mảnh giáp. Cũng may nữ sinh trước mặt hình dạng dáng người đều rất tốt, cũng là cực phẩm trong cực phẩm, còn không liên quan gì đến mình. Nói vậy chính là người qua đường giáp, vậy Triệu Phong hắn bắt được đối phương cũng rất hợp lý đi. Vì mục tiêu này, triệu phong mặc dù nói vài câu tốt cũng không có gì cậu cũng biết nói lời tâm tình mà phan thanh nguyệt khen triệu phong cười hắc hắc lập tức ôm cô vào phòng phan thanh nguyệt cũng không cự tuyệt hô vài cái tượng trưng điều này làm cho trong lòng triệu phong càng thêm kích thích quả nhiên nữ sinh bề ngoài nhìn qua càng cao lãnh càng tương phản đến đây nào tiểu bảo bối triệu phong ném phan thanh nguyệt lên giường sau đó lập tức cởi áo mình nhào về phía cô. Ngay khi Triệu Phong muốn đem mỗi một tấc da thịt trên người Phan Thanh Nguyệt hôn môi một lần, trên bả vai đột nhiên truyền đến một thân tê dại, sau đó cả người tự như bị điện giật. Lập tức bất tỉnh nhân sự. Chương 5 Thành thị sáo lộ sâu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chờ Triệu Phong tỉnh lại, đã bị trói gô cố định ở trên giường. Điều này làm cho Triệu Phong thập phần khó hiểu, mờ mịt nhìn Phan Thanh Nguyệt đứng ở bên giường không phải đã nói cùng nhau ngủ sao, đối phương vừa làm ra chuyện này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn cầm điện côn điện mình, hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Trong nháy mắt, Triệu Phong cảm thấy mình bị tính kế. Con mẹ nó, đây không phải là tiên nhân nhảy chướng. Triệu Phong càng nghĩ càng khủng bố. Chỉ thấy Phan Thanh Nguyệt cười tủm tỉm bộ dáng, chậm rãi xoay người lại, hướng Triệu Phong nói. Người đây không phải rất có tiền sao? Nói xong, cô còn cố ý mở thẻ ngân hàng Triệu Phong đưa cho cô. Đó là một trăm vạn Lăng Vân Yên đưa cho Triệu Phong. Không phải là người Lăng Vân Yên phái tới chứ? Chẳng lẽ nàng đã sớm dám thị chính mình? Triệu Phong trong lòng suy đoán. Bất quá rất nhanh Triệu Phong liền phủ định ý nghĩ này, nếu là Lăng Vân Yên cho mình tiền, cần gì phí công tốn sức phải trở về chứ? Hơn nửa lúc trước hắn cùng Lăng Vân Yên trò chuyện thời điểm, đối phương tức giận tâm tình không giống như là giả bộ, Hiển nhiên là không biết việc này. Triệu Phong không biết mục đích Phan Thanh Nguyệt nói những lời này, hồi đáp: "Vậy thì thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao sáo rỗng ta? Anh sáo rỗng. Lát nữa anh sẽ biết." Phan Thanh Nguyệt cười tà mị, vẻ mặt mang theo ý trào phúng. Điều này làm cho trong lòng Triệu Phong càng thêm kích động. "Em gái, có chuyện gì từ từ nói, anh còn chưa làm gì em, có chuyện gì không thể thương lượng?" trong nháy mắt triệu phong trở nên vô cùng nịnh nọt đại trưởng phu có được giảng được vì mạng sống chút tôn nghiêm này tính là cái gì lời này không nói còn đỡ vừa nói phan thanh nguyệt liền nổi giận thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa ngươi có tiền không trả thì thôi còn để cho thuộc hạ người đùa dẫn vô lại ngươi còn là người sao phan thanh nguyệt bóp eo ra sức của trách triệu phong lúc này triệu phong rốt cục biết nàng là ai ngươi là chủ nợ. Triệu Phong kinh ngạc nói. Mấy tháng trước, quán ba kinh doanh khó khăn, Triệu Phong bận rộn phá sản, không có thời gian để ý tới việc này. Hơn nữa quán ba này đóng cửa vốn hợp ý hắn, hắn cao hứng còn không kịp, lại không ngờ không biết Phan Hùng mượn 100 vạn từ nơi nào, cứu vớt nguy cơ này. Triệu Phong nghĩ chính là, dù sao cũng không phải hắn mượn, sau đó liền không đi tỉ mỉ tìm hiểu. Hiện tại xem ra, cái này chủ nợ là trực tiếp tìm đến hắn trên đầu. Hết thảy đều có thể nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, đám người phan hùng vội vàng xông vào. Đại ca, chúng ta tới chậm. Nhìn thấy Triệu Phong bị trói ở trên giường, cùng Phan Thanh Nguyệt đứng ở một bên ông hai tay, trên mặt đám người Phan Hùng hiện lên thần sắc ấy nấy. Đã quá muộn rồi, ngươi xem việc này giải quyết như thế nào đi. Chỉ riêng lợi tức cũng không chỉ có vậy đi phan thanh nguyệt quay đầu nhìn về phía triệu phong trông trẻo nhưng lạnh lùng nói hiện tại trong tay phan thanh nguyệt đã có đủ ảnh khỏa thân uy hiếp triệu phong trong lòng triệu phong mắng phan hùng đồng thời cũng hận không thể kéo phan thanh nguyệt lên giường đánh cô một trăm lần ngươi nói đi tiền đều cho ngươi ngươi còn muốn cái gì triệu phong tĩnh tâm lại hỏi chuyện đã đến nước này chỉ có thể cầu hòa giải không ngờ hắn anh minh một đời lại còn có một ngày bị tiên nhân nhảy triệu phong bỗng nhiên cảm thấy mình làm nhân vật phản diện quá nghẹn khuất anh còn gì nữa phan thanh nguyệt giả vờ suy tư điều này làm cho triệu phong cảm thấy đối phương so với mình còn phúc hắc hơn lại còn muốn mở miệng sư tử cái gì cũng không có ngươi muốn để ý cái này quán ba cho ngươi thật sao ánh mắt phan thanh nguyệt sáng lên đường tỷ ngươi đủ rồi tiền này là ta cho ngươi mượn cùng đại ca chúng ta có quan hệ gì có bản lĩnh ngươi hướng ta tới lời này vừa nói ra đầu triệu phong liền ông lên ngay cả đám tiểu đệ phía sau phan hùng cũng nghẹn họng nhìn trân trối xem ra bọn họ cũng không biết việc này phan hùng này giấu giếm đủ sâu a triệu phong thập phần muốn phát ra cảm khái sâu sắc của thành phố hai chị em này là tổ chức thành đoàn đến lừa dối hắn sao điều này có gì khác với lừa đảo phan thanh nguyệt trừng mắt liếc phan hùng một cái nói ngươi làm gì bại lộ thân phận của ta, không thấy ta sắp bắt được cái này quán ba sao? Như vậy, có loại bất mãn bị hỏng chuyện tốt. Chị họ, chị đừng náo loạn nữa, anh trai em làm gì đền nấy, chỉ còn lại quán ba này thôi, chị để anh ấy có dũng khí sống sót đi. Triệu Phong bỗng nhiên có cảm giác bị coi là trẻ thiểu năng trí tuệ. Có nói như vậy tiểu đệ của đại ca mình sao? Phan Hùng thề trong lòng, chờ mình tự do, nhất định phải giáo huấn Phan Hùng một chút vậy em mặc kệ ai bảo anh gạt em nói không có tiền trả em dù sao cũng phải để cho các anh nhớ thật lâu ai cũng không học giỏi tư thái cao ngạo này làm cho triệu phong nhìn ngay người không hổ là mỹ nhân phôi tử nổi giận cũng đẹp mắt như vậy như vậy đi tôi nói một biện pháp giải quyết phan hùng vừa đi vừa nói với phan thanh nguyệt phan thanh nguyệt ngẩng đầu muốn xem phan hùng đang có chủ ý gì triệu phong cũng tò mò phan hùng sẽ tính toán làm như thế nào ngay khi bọn họ không chú ý, Phan Hùng đột nhiên đánh ngất Phan Thanh Nguyệt. Một màn này trực tiếp nhìn đến ngay người Triệu Phong. Người ra tay cũng quá độc ác đi. Triệu Phong nhịn không được phun tào nói. Bất quá đây cũng chính là tính cách thủ đoạn của nhân vật phản diện bọn họ. Phan Hùng tự mình vì Triệu Phong cởi trói nói. Đại ca ngươi không hiểu, ta cái này đường tỉ mềm cứng không ăn, chỉ có thể làm như vậy, để cho nam nhân chinh phục nàng là tốt rồi, đỡ phải mỗi ngày tìm ta phiền toái trong lời nói tràn ngập nỗi khổ của phan hùng quả thật đã thấy triệu phong vẫn còn sợ hãi gật đầu đại ca nếu không ngươi đem nàng cho chinh phục đi phan hùng đột nhiên nhìn về phía triệu phong cười hít mắt bộ dáng cho ngươi làm tỷ phu của ta ta cũng yên tâm tôi quên đi triệu phong dùng sức lắc lắc đầu hắn thật sợ mình rơi vào trong tay đối phương này nếu cưới về nhà không được mỗi ngày bị đánh a à. chị họ tốt như vậy em cứ ở nhà cưng chiều đi triệu phong một bộ vui sướng khi người gặp họa điều này làm cho phan hùng càng thêm uể oải được rồi chúng ta đi thôi để cô ấy ngủ ở đây một lát triệu phong không có ý định đánh thức phan thanh nguyệt miễn cho tự tìm phiền toái phan hùng gật gật đầu nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài hô to Triệu Phong ngươi đi ra cho ta, ngươi không phải lá gan rất lớn sao, như thế nào đột nhiên sợ a? À? Nghe đối phương chỉ tên gọi họ nói mình, Triệu Phong lập tức phản ứng lại là ai? Tề Lạc Lạc này làm sao biết nơi này? Nghe được thanh âm này, Triệu Phong lập tức sợ tới mức giật mình. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Phan Hùng, kích động nói: "Mượn chị họ cậu dùng một chút." Phan Hùng không biết Triệu Phong muốn làm gì, nhưng giây tiếp theo liền nhìn thấy đối phương cởi quần áo của mình cùng phan thanh nguyệt mặc áo khoác sau đó chui vào trong một cái chăn thấy cảnh tượng này phan hùng lập tức che mắt mình nhanh chóng lui ra ngoài cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn hắn vẫn biết chờ tề lạc lạc xong tới thời điểm vừa vào cửa liền thấy được nằm ở trên giường quần áo xốc xếch hai người phan hùng phối hợp diễn xuất còn một bộ chẳng hay biết gì thẳng đến khi tề lạc lạc mắng hắn cút hắn mới xám xịt rời đi. Ai, sao anh lại tới đây? Hay là cùng nhau ngủ một lát? Triệu Phong làm bộ vừa tỉnh lại cùng Tề Lạc Lạc chân thành đặt câu hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Lạc Lạc tức giận tăng lên. Thì ra Triệu Phong thật sự là loại người đê tiện vô sĩ, biết rõ muốn mình kết hôn với hắn, còn ra ngoài lêu lỏng. Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận hiện tại của ngươi sao? Tề Lạc Lạc chỉ vào Triệu Phong giận không kềm được nói thân phận gì triệu phong một bộ đắm chìm trong khoái hoạt vừa rồi ngay cả suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ điều này làm cho tề lạc lạc càng thêm nhận rõ triệu phong quả thực chính là hỗn đảng không biết xấu hổ nhìn thấy biểu tình tức giận của tề lạc lạc trong lòng triệu phong mừng thầm còn phải là mình phản ứng nhanh trong lúc sắp thất bại ngăn cơn sóng dữ mau nói với ta từ hôn a à, nói xong chúng ta liền không còn có bất kỳ quan hệ gì nhưng mà đúng lúc này, làm Triệu Phong làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Phan Thanh Nguyệt đã tỉnh. Chương 6 Thành công cầm xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phan Thanh Nguyệt ông đầu mình, nói thầm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nhớ mình đang nói chuyện với Phan Hùng, sau đó đã bị đánh ngất xỉu. Tiếp theo cô liền nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn của mình chỉ còn lại nội y, càng kỳ quái hơn chính là cô lại nằm cùng một chỗ với Triệu Phong. Anh cởi đồ khi nào? Phan Thanh Nguyệt trong nháy mắt hét lớn. Cái này không gọi còn không có việc gì, vừa gọi lập tức cảm giác được trên mông có một cái gì đó giống như thiết côn chống lấy mình. Làm cho nàng không thể tin nhìn về phía Triệu Phong. Từ nhỏ đến lớn, cô đã từng thân mật với nam sinh khác từ khi nào? Triệu Phong hướng Phan Thanh Nguyệt xấu hổ cười cười, sau đó ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói giúp một tay diễn cái diễn nói xong thuận tiện vỗ vỗ bả vai cô điều này trong mắt tề lạc lạc hoàn toàn là mập mờ trước mặt nàng thậm chí căn cứ vào phản ứng của nhà gái rất có thể là triệu phong lừa nhà gái tới tề lạc lạc ngươi đều thấy được đi ngươi nếu là không ngại làm nhỏ lời nói hai ta liền theo ngươi nói kết hôn điều này làm cho tề lạc lạc bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình phẫn hận nhìn triệu phong nàng là tề gia đại tiểu thư, tên hỗn đảng này để cho mình làm tiểu thư. Bất quá nàng vẫn nhìn xuống ý nghĩ đánh đối phương một trận, lạnh lùng nhìn chầm chầm Triệu Phong. Điều này làm cho trong lòng Triệu Phong càng thêm đắc ý, trong lòng xác định tề lạc lạc nhất định sẽ chịu không nổi, bỏ đi. Dù sao ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình có thể trở thành người khác tiểu thiếp, nhất là hiện tại mọi người như vậy khai sáng. Cũng đừng nói đối phương hay là tề gia đại tiểu thư, nếu truyền ra ngoài bọn họ còn có thể diện gì đặt chân ở giang thành đây đối với triệu phong mà nói chính là sách lược nhất định có thể thành công quả nhiên tề lạc lạc thỏa hiệp tôi làm sao tin tưởng anh thật sự muốn ly hôn với tôi nàng đã nhìn ra này triệu phong rõ ràng là không muốn cùng nàng kết hôn cố ý lấy sự tình làm ghê tởm nàng về phần triệu phong ngay từ đầu vì sao nhất định phải cùng nàng kết hôn nàng cũng chỉ có thể cho rằng đối phương là muốn coi đây là uy hiếp muốn chút tiền bất quá đây cũng chỉ là suy đoán không cần tin tưởng ký tên ngươi liền hiểu nếu không ngươi liền cho ta làm tiểu thiết sau đó ta lại đem ngươi nghĩ là được dù sao cũng nói đến nước này triệu phong dứt khoát hiểu rõ được ngày mai anh tới nhà tôi chúng ta ký tên rồi tụ tập rồi giải tán nếu triệu phong đã nói như vậy tề lạc lạc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nếu triệu phong đổi ý Tề Lạc Lạc cũng có công kích hắn, là hắn lỡ lời trước. Sau đó, Tề Lạc Lạc liền ánh mắt không cam lòng rời đi. Chỉ còn Triệu Phong và Phan Thanh Nguyệt ở trong phòng. Lúc này Triệu Phong một đầu mồ hôi, rốt cục giải thoát một phần hôn ước. Nếu đợi thêm vài ngày nữa, hắn khẳng định không có cơ hội. Trước khi Long Vương đến, trong nguyên thư tổng cộng có ba nữ chính có quan hệ mật thiết. Trừ Tề Lạc Lạc, cùng với Lăng Vân Yên cần tiếp tục đánh hạ, còn có một nữ sinh tên là Thẩm Tuyết. Triệu Phong cần ngẫm lại trong hai người còn lại, đi tìm ai trước thích hợp hơn. Bởi vì từ hôn với tề lạc lạc đã ván đã đóng thuyền, nội tâm Triệu Phong có vẻ hết sức cao hứng. Phan Thanh Nguyệt ở một bên, mới đầu nghe được mơ hồ, hiện tại nhìn thấy biểu tình dâm đảng của Triệu Phong, cầm lấy gối đầu trong tay liền không chút do dự dùng sức đập tới. Ngươi hủy sự trong sạch của ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Phan Thanh Nguyệt liền như phát điên nhào về phía Triệu Phong. Triệu Phong bất ngờ không kịp đề phòng, cũng quyết giơ tay chống đỡ. "Không phải ta a, à, ngươi oan uổng ta, đều là Phan Hùng bảo ta làm như vậy. Ai bảo lão cẩu Phan Hùng này lừa gạt mình, vậy ném nồi cho hắn cũng không quá đáng chứ? Ta không tin, ngươi chính là một đại hỗn đảng." Xét thấy hắn vừa nói chuyện với Tề Lạc Lạc, Phan Thanh Nguyệt sẽ không tin Triệu Phong. Vừa nói Phan Thanh Nguyệt vừa cưỡi trên người Triệu Phong, dùng thủ chù y hắn, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân. Triệu Phong bất đắc dĩ, trở tay đặt nàng dưới thân, đồng thời bắt lấy hai tay của nàng. Ngươi đừng được voi đòi tiên A. À. Tiếng gầm nhẹ này trong nháy mắt khiến Phan Thanh Nguyệt ngây ngốc, nhìn về phía Triệu Phong không chớp mắt. Triệu Phong cũng có chút không biết làm sao, động tác hiện tại của hai người bọn họ thật sự là có chút mập mờ. Nhất là ánh mắt Phan Thanh Nguyệt quá đẹp, ngập nước, bên trong tự như có biển sao. Không chút do dự, Triệu Phong không khống chế được hôn lên. Phan Thanh Nguyệt mở to hai mắt, không ngừng dãy dụa, nhưng rất nhanh liền hưởng thụ loại cảm giác này. Nhất là nàng vẫn cảm thấy Triệu Phong rất đẹp trai, tuy rằng người rất hỗn đảng, nhưng làm cho người ta rất có cảm giác an toàn. Là thật. Một loại kích thích trước nay chưa từng có tập kích lên trong lòng, từ nhỏ nàng đã quen ngoan ngoãn, thậm chí chủ động đón ý nói hồi triệu phong cho hết thảy ngay cả triệu phong cũng không biết phan thanh nguyệt sao lại chuyển biến lớn như vậy chẳng lẽ đây là tương phản sao nhưng nếu đã đến triệu phong đương nhiên không tự tuyệt bản thân hắn chính là nhân vật phản diện trong sách làm loại chuyện này là lẽ đương nhiên rất nhanh vai trò của hai bên đã thay đổi không cần triệu phong dạy phan thanh nguyệt đã biết chủ động làm gì điều này làm cho triệu phong rất là vui mừng 6 giờ sau. Triệu Phong mặc quần áo vào, đứng trước gương sửa sang lại bản thân. Phan Thanh Nguyệt nằm trên giường túng lấy chăn, vẻ mặt oán hận. Cô hận mình sao lại chủ động như vậy? Cũng hận Triệu Phong tên hỗn đảng này lừa gạt nàng, hơn nữa sách quần lên liền không nhận người. Bây giờ em là người phụ nữ của anh, vậy nợ nần của chúng ta có thể xóa đi không? Triệu Phong vừa sửa sang lại tóc, vừa nói. Nghĩ hay lắm, về nhà cùng ta gặp ba mẹ đừng hòng trốn tránh trách nhiệm khẩu khí không thể cự tuyệt điều này làm cho trong lòng triệu phong rất là khổ não quả nhiên nam nhân không thể quá ưu tú nếu không tất cả đều là mỹ nữ đuổi theo sau mông chạy chẳng lẽ em cũng muốn anh kết hôn với em triệu phong hỏi cậu đoán đúng rồi tôi là một cô gái rất truyền thống nếu lần đầu tiên cho cậu cậu phải chịu trách nhiệm với tôi triệu phong cau mày suy nghĩ một chút sau đó hỏi trong nhà ngươi bao nhiêu tiền hỏi cái này làm gì phan thanh nguyệt không hiểu ngươi nếu là gia đình bình thường ta cũng không cưới ngươi ta quá quen dậu có sinh hoạt đây cũng là lời nói thật trong lòng triệu phong hắn đường đường là một nhân vật phản diện làm sao có thể đi chịu khổ chứ vậy đương nhiên là không thơm bằng ăn bám nghe nói như thế phan thanh nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái sau đó nói yên tâm đi đủ cho ngươi hoa nhưng ta muốn cùng ngươi ước pháp ba chương ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe lời ta cũng không thể lại đi tìm nữ nhân khác cả đời chỉ yêu một mình ta một lời đã định triệu phong không chút do dự trả lời việc này làm cho hắn cầu còn không được hắn có vẻ hận không thể nhanh chóng đem cái khác hôn ước lui có phan thanh nguyệt lời này phía sau hôn ước đều lấy nàng làm bia đỡ đạn là được thậm chí còn có thể giao cho nàng đến làm dù sao triệu phong nếu như đã kết hôn như vậy ai còn có thể mất mặt yêu cầu cùng hắn thực hiện hôn ước đây hơn nữa thân là lão bà của mình phan thanh nguyệt sẽ không giúp hắn hủy hôn ước với người khác quả thực chính là thập toàn thập mỹ đi thôi bây giờ chúng ta đi gặp ba mẹ ngươi triệu phong đã không thể chờ đợi được nữa muốn kéo phan thanh nguyệt ra ngoài không ngờ phan thanh nguyệt vẽ mặt thống khổ nhìn hắn chờ một chút, ta nghỉ ngơi một chút, thân thể quá đau. Còn không phải trách Triệu Phong dùng sức quá nhiều sao? Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp đứng lên đạp, không chút cố kỵ cảm thụ của nàng. Chương 7 Dự cảm không tốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngày hôm sau Tiệc đính hôn của Triệu Phong và Phan Thanh Nguyệt bắt đầu cử hành. Đây hoàn toàn là yêu cầu của Triệu Phong chậm thì sinh biến, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa. Vì thế cha mẹ Phan Thanh Nguyệt, Phan Thiên Long và Hướng Ngọc cũng bất đắc dĩ đồng ý. Không phải bọn họ thỏa hiệp với Triệu Phong, thật sự là thái độ của con gái quá cứng rắn. Nếu bọn họ hoàn toàn ngược lại thái độ của con gái, thật sợ nó bỏ nhà đi. Anh rể, anh thật lợi hại, chỉ một ngày đã bắt được chị em rồi. Trong sân, cửa phòng khách, nhìn khách nhân lui tới chúc mừng, Phan Hùng sống vai đứng ở bên cạnh Triệu Phong nói. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua thái độ của Triệu Phong cứng rắn như thế nào, thề sống chết sẽ không cưới chị họ hắn. Đây không phải là ta lợi hại, là chị họ ngươi quá mê người. Triệu Phong đáp lại. Nhìn Phan Thanh Nguyệt ở trong sân tự nhiên hào phóng tiếp đại khách nhân, khóe miệng Triệu Phong không tự giác lộ ra nụ cười vui sướng. Đây mới gọi là thành gia lập nghiệp A. À. Chờ hắn đem hôn ước còn lại đều lui, là có thể cùng Phan Thanh Nguyệt trải qua cuộc sống người bình thường. Có trời mới biết hắn nhớ khoảnh khắc đó đến mức nào. Long Vương méo miệng cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Chỉ chốc lát sau, người nên đến đều đã đến. Bọn họ cùng nhau đi đến phòng khách ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị tự nhiên là Phan Thiên Long cùng hướng ngọc, ở phía dưới đều là thân thích Phan Gia. Đại ca, Nguyệt Nhi rốt cục gã ra ngoài, về sau ngài cũng có thể an tâm hưởng phúc. Mọi người vừa ngồi xuống, Phan Thiên Thư liền lập tức nói với Phan Thiên Long. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phan gia tổng cộng có ba huynh đệ, Phan Thiên Long xếp thứ nhất, Phan Thiên Thư xếp thứ hai, còn có phụ thân Phan Hùng Phan Thiên Quần xếp thứ ba. Mọi người đều biết, quan hệ của ba người bọn họ cũng không hòa thuận. Lão nhị, lời này của cậu có ý gì? Phan Thiên Long nhìn về phía đối phương, ánh mắt phức tạp hắn đã sớm biết đối phương mơ ước vị trí gia chủ này vốn tưởng rằng hôm nay ngày đại hỷ đối phương sẽ có điều thu liễm không nghĩ tới đi lên nói chuyện liền kẹp súng mang gậy còn có thể có ý tứ gì công ty thanh nguyệt là công ty kiếm tiền nhất trong xí nghiệp gia tộc tập đoàn phan thị chúng ta một năm lợi nhuận mấy trăm triệu bởi vì phan thanh nguyệt từ nước ngoài du học trở về học tập không ít kinh nghiệm quản lý tiên tiến mới đem công ty tạm thời giao cho nàng quản lý hiện tại nàng muốn kết hôn, về sau tự nhiên tinh lực quản lý công ty, đương nhiên phải nhường ra. Thậm chí một chút mặt mũi cũng không cho Phan Thiên Long. Đây tự nhiên là hắn có sức mạnh nói những lời này. Tập đoàn Phan Thị là tổng công ty của tất cả xí nghiệp Phan Gia, trong đó cổ phần mặc dù là lớn nhất Phan Thiên Long, chiếm tới 30%, nhưng Phan Thiên Thư và Phan Thiên Quần Cộng lại 20%, cũng không khỏi thấp hơn Phan Thiên Long trong đó mấu chốt ở chỗ phan thiên quận lắc lư trái phải tuy rằng quan hệ với phan thiên thư hơi tốt nhưng vẫn đánh thái cực nói như vậy ngươi bây giờ liền muốn tước đoạt quyền khống chế con gái của ta phan thiên long mặt không chút thay đổi không giận tự uy không thể nói như vậy ta cũng là vì thanh nguyệt tương lai suy nghĩ chờ nàng kết hôn sinh con xong về sau công ty vẫn là của nàng nghe nói như thế phan thanh nguyệt cười lạnh một tiếng đến lúc đó công ty có còn hay không cũng không nhất định cho dù là ở đây cũng là một cái vỏ rỗng nhìn thấy cảnh tượng này nội tâm triệu phong thở dài không thôi xem ra cơm mềm này cũng không phải ngon như vậy a à. bất quá hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ đem phan thanh nguyệt đối với công ty quyền khống chế cướp đi bằng không hắn về sau ăn cái gì uống cái gì mất đi rất nhiều tiền tài vậy hắn còn sống vui vẻ như thế nào a à? chú hai yên tâm chúng ta tạm thời còn sẽ không có đứa nhỏ trước đem sự nghiệp làm tốt nói sau sự tình đến lúc triệu phong không thể không ra mặt vì thế bước về phía trước một bước nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt một chút hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới triệu phong sẽ vào lúc này đi ra nói chuyện triệu phong nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao ngươi đã phá sản nói trắng ra ngươi chỉ là phế vật rễ rễ ngôn ngữ sắc bén không chút lưu tình quanh quẩn ở đại sảnh mở miệng là phan phú đứng ở bên cạnh phan thiên thư hắn là con trai của phan thiên thư đồng thời cũng là người muốn quyền khống chế thực tế công ty thanh nguyệt đây là em họ tôi nhiều năm như vậy vẫn đối chọi gay gắt với tôi phan thanh nguyệt cũng không biết tại sao lại giới thiệu với triệu phong theo lý thuyết nàng cũng không nên để triệu phong nhúng tay vào chuyện này được giải thích triệu phong nhẹ gật đầu sau đó hướng phan phú nói ra ta có thể đạt được tỷ của ngươi chính là bản lĩnh của ta a à? muốn công ty quyền khống chế phải không, trước qua cửa ải này của ta. Trước qua cửa ải này của ngươi phải không, ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nói xong, Phan Phú sáng tay áo lên hướng Triệu Phong đi tới. Ngay tại thời điểm mọi người muốn ngăn cản, một màn làm người ta kinh ngạc đã xảy ra. Không ra hai chiêu, Phan Phú đã bị Triệu Phong đánh cho mặt mũi bầm dập, lợi chảy máu. Triệu Phong vung vung nắm đấm, cười nói: Đánh với ta ngươi còn kém xa lắm phải biết rằng hắn lo lắng long vương méo miệng sau khi trở về giống như trong sách động một chút là đánh hắn mấy năm nay không có việc gì liền ngâm mình trong phòng tập thể thao trên cánh tay đã sớm có một thân cơ bắp ba hắn đánh con phan phú lau máu mũi khóc lóc kêu lên với phan thiên thư phan thiên thư một bộ rất là mất mặt bộ dáng sau đó hướng phan thiên long nói ra đây là con rể của ngươi đúng không còn chưa vào cửa nhà liền đối với chính mình tiểu thúc tử ra tay về sau còn cao minh phải biết rằng phan thiên long chỉ sợ không ai giúp hắn tìm lại mặt mũi lập lại tôn nghiêm của hắn ở gia tộc này hiện tại triệu phong ra tay chính là hợp ý trong lòng hắn cũng trong nháy mắt khiến phan thiên long không coi trọng triệu phong trở nên cần xem xét lại con rể này lão nhị ngươi quá sốt ruột nếu không ngươi về trước ngẫm lại đối sách mới phan thiên long hướng phan thiên thư nói trên mặt hiện lên một chút đắc ý. Điều này làm cho nội tâm Phan Thiên Thư vô cùng tức giận, phẫn nộ vỗ ghế. Đồ hỗn trướng, đừng mất mặt xấu hổ. Phan Thiên Thư đứng lên đá Phan Phú một cước. Trước khi đi, hắn trừng mắt nhìn Phan Thiên Quần ngồi ở góc nhìn trung thực, người sau nhanh chóng cười cười với Phan Thiên Long, sau đó đi theo. Trương Hùng cũng chào Triệu Phong, lập tức trời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Phan Thiên Long cười ha ha nói tên bạch nhãn lan này hôm nay rốt cục để cho ta ra khẩu ác khí lại nói tiếp cái này nhờ có ngươi a à? phan thiên long đột nhiên nhìn về phía triệu phong nói đây là việc con trai nên làm triệu phong đáp lại có vẻ thập phần khiêm tốn dù sao đây là ở tương lai lão trượng nhân gia mặc dù triệu phong dù thế nào là nhân vật phản diện cũng phải có nên có lễ phép nói đi ngươi muốn cái gì phan thiên long nói với triệu phong triệu phong theo bản năng nhìn về phía phan thanh nguyệt ngươi nói mau a à, ba ta thật vất vả tán thành ngươi phan thanh nguyệt đẩy cánh tay triệu phong một cái thúc giục nói vậy ta có thể nói ta muốn thanh nguyệt công ty tổng giám đốc sau này hắn liền quyết định ở công ty thanh nguyệt làm một công việc nhàn rỗi được tôi đồng ý phan thanh nguyệt vốn tưởng rằng loại yêu cầu này phan thiên long sẽ lập tức cự tuyệt không nghĩ tới lại một lời đáp ứng đúng rồi còn có chuyện ta muốn nói một chút ngay tại thời điểm tất cả mọi người cao hứng triệu phong đột nhiên nói bởi vì hắn sợ không nói về sau không có cách nào ăn nói với bọn họ chuyện gì phan thiên long nhướng mày tò mò hỏi ta kỳ thật là có hôn ước hơn nữa không chỉ có một lời này vừa nói ra đám người phan thiên long và phan thanh nguyệt đều ngây ngẩn cả người bất quá các ngươi yên tâm ta về sau chỉ biết yêu thanh nguyệt một người, hiện có ba phần hôn ước bên trong ta đã thối lui một cái, có một cái cần chút thời gian, còn lại cái kia tên là trầm tuyết ta rất nhanh có thể tìm được nàng. Nghe nói như thế, Phan Thiên Long gật gật đầu, sau đó giống như là bắt được cái gì giống nhau, ngẩng đầu hỏi. Ngươi nói cái gì? Phản ứng này trong nháy mắt cũng làm Triệu Phong hoảng sợ. Ngay cả Phan Thanh Nguyệt cũng ngây dại, bất động nhìn chầm chầm Triệu Phong. Triệu Phong đột nhiên có loại dự cảm không tốt, yếu ớt nói: "Nếu như ta đoán không sai, sẽ không phải là." Triệu Phong nhìn về phía Phan Thanh Nguyệt, rất sợ đối phương thừa nhận. Nhưng thông qua biểu tình giải ra của đối phương, hết thảy đã không cần nói cũng biết. Chương 8. Có chuyện gì cùng ta trò chuyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sao cô có thể gọi Thẩm Tuyết? Không phải cô tên Phan Thanh Nguyệt sao? bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế triệu phong trăm mối vẫn không có cách giải trách không được hắn như thế nào cũng tìm không thấy cái kia gọi thẩm tuyết người triệu phong thậm chí còn hoài nghi đối phương đã biến mất thẩm tuyết là mẹ ta đặt cho ta tên về sau ba ba cảm thấy không thích hợp vẫn là muốn nối dõi tông đường cho nên lại để cho ta theo họ của hắn bất quá một cái tên mà thôi không có gì ghê gớm hơn nữa ta cũng rất nhiều năm không có kêu ngươi biết là được phan thanh nguyệt cười muốn ông cánh tay triệu phong bất quá triệu phong làm sao có thể để cho nàng thực hiện được thoáng cái liền tránh ra điều này làm cho phan thanh nguyệt có chút quể oải con rể đem hôn ước của ngươi đưa cho ta xem một chút đi lúc trước ta còn lo lắng đến lúc đó nếu như cầm hôn ước người tới giải thích như thế nào đây hiện tại vừa vặn đánh bậy đánh bạ thúc đẩy các ngươi thật sự là mệnh trung chú định a à. phan thiên long cao hứng không ngậm miệng lại được mà Triệu Phong đem hôn ước giao cho đối phương xem, hiện tại lại chỉ muốn khóc, ai có thể hiểu nội tâm bất lực của hắn. Hắn cho rằng là một cái lựa chọn tốt nhất, không nghĩ tới lại cuối cùng vẫn là sói vào miệng hổ. Không được, cuộc hôn nhân này nhất định phải rút lui. Nếu không chờ Long Vương miệng méo tới hắn giải thích như thế nào? Nói hắn cướp người phụ nữ của đối phương. Nói hắn cắm sừng lẫn nhau. Chỉ sợ không đợi trải qua mấy hiệp đỏ sức, hắn đã hoàn toàn chết rồi. triệu phong lúc này nội tâm gấp đến độ tự như kiến trên nồi nóng, trên mặt cũng là một đầu mồ hôi. cuộc hôn nhân này rốt cuộc nên lui như thế nào a? À? hắn có thể lấy nhân vật chính thứ ba nữ chính một máu a? À? đáng chết, vì cái gì ngay từ đầu mình không có hỏi rõ ràng đây. triệu phong ở trong lòng oán giận mình. ông xã, anh làm sao vậy? nóng lắm sao? có muốn em lấy khăn lau mặt cho anh không? không trách tình cảm của bọn họ tiến triển quá nhanh thật sự là triệu phong kích thích nàng quá mãnh liệt làm cho nàng mê luyến triệu phong thật sâu đại tỷ ta cầu ngươi cách ta xa một chút đi đến lúc đó méo miệng long vương đến ta chết cũng không biết chết như thế nào triệu phong nhất thời khẩn trương không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra long vương miệng méo là ai thấy triệu phong đột nhiên biến thành người khác phan thanh nguyệt không rõ nguyên do chính là người đàn ông tương lai của cô, người cả đời tức giận khóe miệng công đến cổ. Triệu Phong chỉ muốn cô rời đi, cũng không giấu giếm. Phan Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Triệu Phong hồ đồ, hơn nữa, chiếu theo người nói như vậy, người như vậy thật xấu a, à, ta xem cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nói với người không rõ ràng. Triệu Phong phất phất tay. Nhạc phụ đại nhân, ta vẫn là cùng ngài đi, kỳ thật ta là lừa gạt Thanh Nguyệt tình cảm, mục đích của ta chính là muốn lên làm thanh nguyệt công ty tổng giám đốc ta tuyệt không yêu nàng cho nên hy vọng ngài có thể đồng ý giải trừ chúng ta hai cái hôn ước không cần phải nói tôi đều hiểu phan thiên long ngăn triệu phong nói tiếp điều này làm cho triệu phong vừa mừng vừa sợ không khỏi nâng chân thối nói vẫn là ngài lão nhân gia khai sáng nhưng điều này lại khiến phan thanh nguyệt không muốn cô biểu môi oán giận nói ba hiển nhiên nàng căn bản không muốn cùng Triệu Phong giải trừ hôn ước. Nhưng một mình nàng làm chủ được sao? Ngươi, câm miệng, không thấy nam nhân trong lúc đó đang nói chuyện sao? Trách không được ngươi tại méo miệng Long Vương trong hậu cung xếp lão tam đâu, một chút nhãn lực giá cũng không có. Rất có một chút cảm giác đắc chí của tiểu nhân. Đây là vì đề ép uy phong của Phan Thanh Nguyệt, để cho hắn ít nói một chút, hắn biết Phan Thanh Nguyệt làm nũng là có thể chi phối chủ ý của Phan Thiên Long phan thanh nguyệt bất mãn đá đá mặt đất nội tâm cũng sắp bị tức chết long vương miệng méo này rốt cuộc là ai a à, chỉ phá hư tình cảm vợ chồng người khác để cho nàng đụng phải nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt nhạc phụ đại nhân ngài nói tiếp đi triệu phong tiếp tục nhìn về phía phan thiên long mà phan thiên long lại vỗ vỗ triệu phong bả vai nói không cần phải nói ta hiện tại cùng ngươi biểu cái thái độ mặc kệ về sau như thế nào ngươi đều là con rể của ta Thấy đối phương hòa ái với mình như vậy, Triệu Phong hận không thể mắng hắn bệnh thần kinh đi. Ta muốn từ hôn A, à, ta nói ta muốn từ hôn A. À. Triệu Phong nói năng lộn xộn, thập phần kích động. Hắn chưa bao giờ cảm thấy làm một chuyện lại khó khăn như vậy. Lui là lui không được, bản nữ nhi một mực gã ra thứ lỗi không thể lui. Phan Thiên Long không cho phản bác. Giang thương, giang thương từ đầu đến đuôi. Triệu Phong trực tiếp mắng trái lại phan thanh nguyệt nhìn thấy bộ dáng tức giận này của triệu phong không biết vì sao có loại cảm giác trút giận có thể cho tôi một lý do không triệu phong chết cũng muốn chết cho rõ ràng bởi vì ta đáp ứng này phía trên người nếu như về sau có người cầm cái này hôn ước tới tìm ta nếu như con gái ta không có kết hôn liền gả cho hắn hơn nữa còn muốn bảo vệ hắn cả đời nghe nói như thế triệu phong hối hận không thôi hắn không nên lấy hôn ước ra đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn. Cứ ta ngươi liền theo đi, cứ ta ủy khuất ngươi sao? Ngươi không biết giang thành có bao nhiêu nam nhân muốn theo đuổi ta sao? Phan Thanh Nguyệt nhảy lên người Triệu Phong, để hắn ôm mình, nhéo nhéo cầm hắn. Triệu Phong giống như nhận mệnh thở dài. Sự tình đến nước này, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn thấy bộ dáng buồn bực này của Triệu Phong, Phan Thanh Nguyệt càng muốn khiêu khích hắn. Đến đây đi thưởng cho ngươi một lần, lần này cho ngươi muốn làm gì thì làm. Phan Thanh Nguyệt hướng Triệu Phong cười nói. Triệu Phong nhìn chầm chầm bộ dáng nhu tình như nước của cô, trực tiếp ông cô đi vào phòng ngủ phía sau. Mát. Không làm thì phí. Không phải thích chơi sao, vậy Triệu Phong để cho nàng chơi thống khoái. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh người. Ngủ xong ngày hôm sau, Triệu Phong lái xe tới tòa nhà Empire State. Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không lễ tân thấy triệu phong tới lễ phép hỏi không có gọi lăng vân yên xuống cho ta triệu phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cách thời gian long vương đến còn có hai ngày hắn phải đem chuyện giải trừ hôn ước với lăng vân yên giải quyết xong đây là nữ nhân long vương miệng méo quan tâm nhất cũng có thể nói là nữ nhân triệu phong cần giải trừ hôn ước nhất nếu hôn ước với nàng không giải trừ được vậy triệu phong trực tiếp chờ chết đi lễ tân chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo tới tìm chủ tịch bọn họ như vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút bị kinh hách vội vàng gọi điện thoại cho lăng vân yên không nghĩ tới lăng vân yên biết người tìm nàng là triệu phong trực tiếp nói hai chữ không gặp không thấy đúng không vậy được hôm nay tôi không đi triệu phong trực tiếp xuất ra tính tình chơi xấu cả buổi sáng triệu phong đều ngồi trong đại sảnh thỉnh thoảng tìm chút chuyện với nhân viên và khách hàng qua lại. Khiến cho nhân viên và khách hàng rất không được tự nhiên. Ví dụ như có nữ nhân viên mặc váy bó mông đi ngang qua trước mắt anh, anh liền cười hì hì đùa giỡn người ta, thậm chí còn làm bộ muốn trêu chọc người ta. Lại ví dụ như lúc có khách hàng muốn đi lên đàm phán làm ăn, Triệu Phong liền làm bộ như du cung ác bá hù dọa bọn họ, để cho lòng bàn chân bọn họ bôi dầu sợ hãi chạy đi. Một loạt hành vi này khiến cho lòng người trong tòa nhà Empire State hoảng sợ, đều đang suy đoán thân phận của Triệu Phong, hận không thể trốn tránh hắn. Lăng Vân Yên ở trên lầu nghe liên tục báo cáo rốt cục phiền, bất quá nàng không có vội vã đi tìm Triệu Phong, mà là lập tức cầm áo khoác xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Lăng Vân Yên đi xuống, Triệu Phong lập tức đi theo. "Chủ tịch Lăng, gấp gáp như vậy là đi đâu vậy?" Triệu Phong cười hỏi. "Có quan hệ với anh sao?" Lăng Vân Yên tức giận nói. Dù sao ngươi nếu không cùng ta giải trừ hôn ước, ta liền truyền định ngươi. Lăng Vân Yên không sao cả nói. Được, vậy cậu đi theo đi. Nói xong, Lăng Vân Yên liền lên xe đổ ở bên ngoài. Triệu Phong cũng việc nhân đức không nhường ai, mở cửa xe ngồi cùng một chỗ với cô. Điểm đến là nhà hàng Cloud. Vừa xuống xe đã có người tới tiếp đãi bọn họ. Chủ tịch Lăng đúng không? chu tiên sinh đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi. Nhân viên tiếp tân ở cửa đi tới nói với Lăng Vân Yên. Lăng Vân Yên dẫn đầu bước ra một bước, Triệu Phong trầm mặt không nói, đi theo. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Lăng Vân Yên định cùng hắn hao tổn tới khi nào. Không từ hôn với hắn phải không, vậy hắn liền một mực quấy rối. Lăng chủ tịch đã lâu không gặp, người rốt cục nghĩ thông suốt, muốn tới đây cùng ta gặp mặt một lần nhưng mà ngay khi Lăng Vân Yên do dự muốn hay không vươn tay thời điểm, Triệu Phong lại đây cầm tay của hắn, thoáng khinh cùng nói. Ta để cho lão bà của ta tới, có chuyện gì ngươi cùng ta trò chuyện đi. Chương 9 Tiểu nhân vật phản diện làm sao có thể đánh thắng được trùng phản diện? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lời này vừa nói ra, Du đi liền sững sờ tại chỗ. Hắn khổ sở theo đuổi một tháng, cứ như vậy bị người bắt được càng đáng giận chính là hắn còn không biết chuyện này đến tột cùng là khi nào phát sinh ngay cả lăng vân yên cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới triệu phong lại đột nhiên nói như vậy chủ tịch lăng tôi hy vọng ngại cho tôi một lời giải thích du đi nhìn về phía lăng vân yên có vẻ hơi tức giận chu lão bản đây đều là hiểu lầm lăng vân yên cười bồi nói ngay sau đó nàng hướng triệu phong nhỏ giọng nói ngươi cho ta ngồi xuống Ngươi phát điên cái gì à? Có thể thấy được nàng thật sự sốt ruột. Dù sao cái này liên quan đến nàng công ty đại sự, đối phương chính là nàng mời tới cứu binh, trước mắt chỉ có đối phương có thể giúp nàng. Triệu Phong mỉm cười, lạnh nhạt ngồi xuống. Dù sao hắn còn chưa chơi đủ đâu. Du đi bất mãn mà quét Triệu Phong một cái, sau đó hướng Lăng Vân Yên nói ra. Chúng ta nói thẳng đi, ta giúp ngươi giải quyết công ty 100 triệu nợ nần về sau ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta a à? khoảng thời gian trước do năng lực sản xuất ô tô năng lượng mới của lăng vân yên không cung cấp được chuỗi tài chính đột nhiên đứt đoạn tạo thành một khoản nợ 100 triệu nếu không bù đắp được công ty của cô sẽ nhanh chóng đóng cửa thật sự không có cách nào nàng mới có thể tìm được du đi không ngừng dây dưa với nàng hơn nữa đây cũng là câu nói lúc ấy nàng không sợ triệu phong nói ra câu trong vòng nửa tháng ta có thể cho ngươi cùng ta uống gió tây bắc nhưng không đợi lăng vân yên trả lời triệu phong liền nổ nồi cái gì công ty anh mắc nợ vậy ngươi còn thề son sắt bao nuôi ta làm tiểu bạch kiểm câu sau triệu phong không nói ra dù sao nói ra đối với danh dự của nàng không tốt cũng chỉ một trăm triệu mà thôi không nghiêm trọng như vậy quay lại là được lăng vân yên cười khổ nói lời này chính nàng cũng không tin một trăm triệu cũng không phải là con số nhỏ bất quá điều này đối với triệu phong trước kia mà nói quả thật không quá để ý thậm chí cũng ngại phóng tay nhưng mặc dù nàng nói như vậy triệu phong lại có loại cảm giác mình bị lừa rõ ràng mình mới là miệng ăn núi lở mới đúng như thế nào lưu lạc đến cùng nàng đồng cam cộng khổ đây hơn nữa nàng sống chết không cùng mình giải trừ hôn ước có phải hay không cũng muốn đem nợ nần cổng ở trên người mình a à? triệu phong vỗ trắng một cái nhẹ nhàng thở dài đây gọi là chuyện gì a? À? Hôn nhân này còn có thể lui sao? Nếu như vậy, cô còn không phải để cho mình cùng cô trả hết nợ rồi mới trả sao? Triệu Phong có một loại cảm giác lên thuyền giặc. Cứ tiếp tục như vậy, Triệu Phong cũng không nhịn được bắt cóc cô, ép cô từ hôn với mình. Dù sao ta cũng mặc kệ ngươi thế nào, hôn ước nhất định phải lui cho ta. Mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất nàng không biết Long Vương miệng méo có bao nhiêu dọa người. Lăng Vân Yên trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Ngược lại Judy Đi rất kinh ngạc nói. Chủ tịch Lăng, anh có hôn ước với anh ta à? Hôn búp bê. Lăng Vân Yên giải thích. Judy Đi ồn một tiếng, nói. Dù sao ta không thể không giúp ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút chỗ tốt. Anh muốn cái gì? Lăng Vân Yên hỏi. Anh nói xem, Chủ tịch Lăng. đi sờ cầm, ánh mắt đột nhiên có chút khác thường. Điều này làm cho Lăng Vân yên nhướng mày, nói: Ngươi nếu là giúp ta, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi, về sau làm chuyện gì đều sẽ trước nhớ kỹ ngươi. Nhưng đi lại nói: Ý của ta rất rõ ràng, một trăm triệu đổi ngươi cùng ta ngủ một tháng, ngươi không thiệt thòi chứ? Nghe nói như thế, Lăng Vân yên rốt cuộc nhìn không được nữa. Cô cũng biết chuyến đi này rất có thể đến không công quả nhiên bị nàng đoán trúng mà triệu phong trong lòng cũng là rất là chấn động hắn vốn tưởng rằng mình cái này nhân vật phản diện làm đã đủ xứng chức không nghĩ tới có người so với hắn còn lợi hại hơn nhất là như vậy cam lòng tiêu tiền quả thực chính là tấm gương mẫu mực cho loại người như triệu phong nhanh cút đi bộ dạng cùng cốc ghẻ đồng dạng còn dám si tâm vọng tưởng đừng nói một trăm triệu chính là mười ức ngươi cũng không xứng nghĩ vậy triệu phong lập tức mắng nhân vật phản diện chính là nhìn không quen so với mình còn kiêu ngạo hơn người nhất là ở trước mặt triệu phong trong mắt hắn có thể chứa được hạt cát đều là nhân vật phản diện ai để mắt tới ai a à? con mẹ nó ngươi tính là cái gì a à? dám nói ta ta cái này cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem nhưng triệu phong dành trước một bước xắn tay áo vén bàn lên không nói hai lời liền dùng chân đạp lên đánh nhau giữa các nhân vật phản diện chính là giản dị tự nhiên như vậy. Tuy rằng Judy cũng không phải đèn cạn dầu, trước kia cũng luyện qua một đoạn thời gian, nhưng tiểu nhân vật phản diện làm sao có thể đánh thắng được đại nhân vật phản diện đây? Chỉ trong chốc lát, Judy đã bị đánh đến nỗi ngay cả cha mẹ nó cũng không nhận ra. Lăng Vân Yên ở bên cạnh dậm chân hô to. Các người đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa. Nhưng hai người cấp trên làm sao có thể nghe được? cuối cùng vẫn là ông chủ nhà hàng tới kêu người kéo bọn họ ra ông chủ vương bắt hắn lại cho tôi để tôi trút giận thấy ông chủ nhà hàng đi tới du đi nổi giận đùng đùng miệng mơ hồ nói không ngờ sau khi ông chủ nhìn thấy đối phương là triệu phong bất đắc dĩ nói với du đi chu công tử cái này chỉ sợ không được cha hắn là triệu bảo khôn a à, cha ngươi còn lau dày cho cha hắn nữa tuy rằng triệu phong hiện tại phá sản nhưng ai biết quan hệ của bọn họ bây giờ còn thế nào, vạn nhất như keo như sơn, vậy hắn không phải xong đời sao? Nghe nói như thế, dù đi rốt cục hiểu được người trước mắt là ai. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không nhận ra rõ ràng. Bất quá cơn tức này du đi hiển nhiên không chịu dễ dàng nuốt xuống, nhìn bọn họ rời đi về sau, đối nhà hàng lão bản nói ra. Trước đưa ta đi bệnh viện. Lăng Vân Yên đỡ Triệu Phong ra cửa lên xe, một hồi đàm phán bị hắn quấy rối hỏng bét nhưng lăng vân yên cũng không có biểu hiện được bao nhiêu tức giận ngược lại trách cứ triệu phong ngươi khi nào thì có thể sửa đổi ngươi cái này ưa động thủ tật xấu nhìn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng lúc này lăng vân yên cảm thấy hắn đặc biệt ngốc làm sao vậy có phải rất nhìn không quen loại tác phong này của ta a à, ta nhưng là phi thường hy vọng ngươi có thể cùng ta giải trừ hôn ước đâu cô ghét tôi như vậy sao cô có biết chỉ cần là đàn ông đều có tôi không lăng vân yên tức giận nói ta biết a à, cho nên ta cho ngươi cùng ta giải trừ hôn ước nha ngươi đi lựa chọn người khác không phải tốt hơn so với ta tốt hơn rất nhiều có người ở chỉ tiếc hắn càng nói như vậy trong lòng lăng vân yên lại càng không phục dựa vào cái gì để cho nàng giải trừ hôn ước a à? cô ấy tệ như vậy sao từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng cự tuyệt người khác không có người khác cự tuyệt nàng. Rất nhanh, thư ký của Lăng Vân Yên lái xe đến một con đường Triệu Phong không quen thuộc. Đây là đi đâu à? Triệu Phong chú ý tới đột nhiên hỏi. Đến nhà tôi à, Lăng Vân Yên như là ý thức được cái gì, ngược lại đổi giọng, không, là đến nhà hai ta. Triệu Phong nhất thời khóc không ra nước mắt, hắn nghĩ thầm mình ở trong hiện thực cũng không có tranh giành như vậy à, như thế nào vừa đến trong tiểu thuyết nữ nhân cùng điên rồi giống nhau dán ngược hắn. Hơn nữa hắn càng không muốn, đối phương lại càng đưa tới cửa. Điều này làm cho Triệu Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ đây chính là mị lực trước kia hắn nên có, chỉ bất quá hiện tại mới bị kích phát ra. Trời ạ, à, không thể để cho nữ nhân của những nhân vật chính này cách xa hắn một chút sao? Nhất định phải làm cho mình thủ tiết mới cam tâm. Chương 10. Thử xem phản sáo lộ. Bạn đang nghe tại truyện.audio nơi Lăng Vân Yên ở là một biệt thự lớn, tiểu khu tên là Vinh Thự Tài Phú, địa chỉ cụ thể là số 99. Sau khi đi theo cô vào, Triệu Phong ngồi trên sofa đau đầu không thôi. Hiện tại trong ba phần hôn ước, hắn miễn cưỡng thoái lui một cái. Hai cái còn lại trở thành vấn đề nan giải rất lớn. Một người là Phan Thanh Nguyệt, một người là Lăng Vân Yên. So ra, Phan Thanh Nguyệt cũng không tệ, trong nhà tiền không ít, nuôi hắn dư giả, đủ cho hắn dùng sức tiêu xài dày vào một thời gian ngắn. Nhưng Lăng Vân Yên gặp phải khó khăn quá lớn, không đợi hắn ra tay liền phá sản, căn bản không cho hắn không gian phát huy. Ngoại trừ cái này, hắn còn có thể từ phương diện nào xuống tay? Nào, uống chút nước đi, lát nữa anh nấu cơm cho em ăn. Lăng Vân Yên đi tới nói với Triệu Phong. Cậu nấu cơm cho tôi. Triệu Phong bưng cốc nước, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân Yên, tay không tự chủ run rẩy không biết chuyện gì xảy ra. Sao, không dám ăn? Sợ ta hạ độc cho ngươi. Lăng Vân Yên hỏi ngược lại. Triệu Phong gật gật đầu, hắn thật đúng là có chút lo lắng như vậy. Hắn sẽ không bị cưỡng chế ngủ lại chứ. Nhìn Lăng Vân Yên có chút đói khát bộ dáng, hắn thật sợ đối phương cho mình gạo sống nấu thành cơm. Không được, vậy cái gì, trong nhà tôi có việc, tôi đi trước đây. Triệu Phong cầm lấy áo khoác, xấu hổ cười, nói xong muốn rời đi. Không ngờ Lăng Vân Yên trong nháy mắt biến sắc, lạnh lùng nói. Ngồi đó, đừng đi, không ăn cơm xong không được rời đi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt làm cho Triệu Phong có loại cảm giác hồng môn yến. Nữ nhân này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Chẳng lẽ mình không cưới nàng, nàng sẽ ép buộc sao? Một phen miên man này khiến cho trong lòng Triệu Phong thập phần thấp thỏm nhìn bóng dáng lăng vân yên bận rộn ở phòng bếp triệu phong không hiểu có chút sợ hãi hắn thề với trời hắn thật sự chỉ muốn tự hôn mà thôi triệu phong nghĩ có nên gọi điện thoại cho phan thanh nguyệt hay không bảo cô tới dẫn mình đi bất quá nói như vậy liền chứng thực quan hệ của mình cùng phan thanh nguyệt đến lúc đó có muốn nhận hay không cũng không còn kịp việc này càng nghĩ càng khó làm gấp đến độ triệu phong vào đầu bước tay trên sofa bỗng nhiên linh quan trong đầu Triệu Phong chợt lóe, trong nháy mắt nhớ lại một chuyện. Đó chính là lúc này, em gái Lăng Vân Yên Lăng Vân Vũ đang tắm rửa trên lầu. Long Vương miệng méo trong sách chính là lúc này đi vào, làm bộ không cẩn thận nhìn thấy, sau đó mới chậm rãi phát triển thành quan hệ không thể gọi tên. Lúc ấy hiểu lầm của hai người được giải trừ là bởi vì Long Vương miệng méo nghiêm trang, giả vờ giả việc, quảng cáo cột mốc đạo đức của mình, tấm gương của phong thượng nghe được tiếng kêu của nàng trong nháy mắt liền che kín hai mắt thật sự cái gì cũng không thấy hết lần này tới lần khác lời này cũng liền ngay thơ lăng vân vũ tinh lúc ấy nhìn đến đây triệu phong còn không khỏi chăm chọc sách hạ trí như vậy sao mình vẫn đọc tiếp hiện tại xem ra vì để cho lăng vân yên oán hận chính mình chỉ có thể lấy thanh danh của mình đến mạo hiểm chính mình đi rình coi mùi mùi nàng nếu nàng còn có thể nhìn được triệu phong liền bội phục nàng nghĩ vậy nội tâm triệu phong không khỏi rỉ máu mình từ nhỏ lập chí làm chính nhân quân tử là như thế nào từng bước một phát triển đến loại bộ dáng này vậy cái gì tôi lên lầu tắm một cái triệu phong quay đầu nhìn lăng vân yên thuận miệng nói lúc này lăng vân yên cũng không biết mùi mùi của nàng đang ở trên lầu tắm rửa cũng không có để ở trong lòng đúng như triệu phong đoán lăng vân vũ quả nhiên đang tắm rửa trong toilet còn mở ca khúc thịnh hành vườn ngâm nga Triệu Phong không giỏi làm chuyện này, vẫn do dự ngắn ngủi một chút, dù sao liên quan đến sự trong sạch của đối phương. Nhưng rất nhanh Triệu Phong liền cắn răng, hạ quyết tâm, hắn nếu không làm, chờ Long Vương méo miệng chết chính là hắn. Hơn nữa đồng dạng là tiện nghi méo miệng Long Vương, tại sao không tiện nghi hắn một chút? Có lẽ là dũng khí mình cho mình, Triệu Phong mở to hai mắt, đẩy cửa ra liền đi vào. Đập vào mắt, tuyết trắng, cảnh xuân, vô hạn thanh phương giống như bước vào thiên đường, lại giống như ông cả một mùa xuân. Lăng Vân Vũ không nghĩ tới đang lúc cô vui vẻ ngâm nga, sẽ đột nhiên có người đi vào, tiếng thét chói tai lập tức vang vọng cả tòa biệt thự. Làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, cái này rình coi cùng dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi ý tứ, liền trắng trợn nhìn chầm chầm nàng, giống như đã sớm kế hoạch tốt đồng dạng. Cút đi! Lăng Vân Vũ không chút nghĩ ngợi nâng đùi đẹp lên, cho Triệu Phong một cước đã hắn ra ngoài cửa sau đó khóa trái cửa. Trong nháy mắt, Triệu Phong chỉ cảm thấy ánh sáng có thể chiếu vào người. Lăng Vân Yên nghe được tiếng la vội vàng lên lầu. Lại đảo mắt, ba người đã đồng thời ngồi ở dưới lầu. Lăng Vân Vũ một bộ lã chả muốn khóc, bộ dáng ủy khuất. Lăng Vân Yên thì nổi giận đùng đùng nhìn về phía Triệu Phong. Mà trái lại Triệu Phong, một bộ nhìn sảng khoái tư thái, nhếch lên bắt chéo chân, không có chút ý hối cải hắn biết mình hiện tại đắc ý bao nhiêu lăng vân yên sẽ tức giận bấy nhiêu triệu phong thật không nghĩ tới ngươi là loại người này lăng vân yên bất mãn nói triệu phong trong lòng cao hứng không thôi ngươi mới biết sao hắn ước gì lăng vân yên chịu không nổi hắn hiện tại liền cùng hắn giải trừ hôn ước đây ngươi nhìn thấy cái gì lăng vân yên đè nén lửa giận trong lòng hỏi cái gì cũng nhìn thấy bao gồm cả không nên nhìn. Triệu Phong một bộ cà lơ phất phơ. Điều này làm cho Lăng Vân yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Lăng Vân Vũ của trách nói. Ai bảo ngươi tắm rửa không đóng cửa? Lăng Vân Vũ biểu môi, vô tội nói. Vậy ta cũng không biết ngươi sẽ dẫn nam nhân vào nhà a. À? Lời này cũng đem Lăng Vân yên hỏi lại, chuyện này cũng quả thật không trách được đối phương. Chị, báo cảnh sát bắt hắn đi em thấy hắn cố ý, Lăng Vân Vũ đột nhiên nói. Không ngờ Lăng Vân Yên có chút do dự, giải thích nói. Đây là tỷ phu ngươi, nói như vậy về sau mọi người còn thế nào đối mặt. Vậy không thể không để cho hắn nhìn chứ. Lăng Vân Vũ cả kinh kêu lên. Đúng vậy, không thể không công để cho ta xem đi, tuy rằng báo cảnh sát có chút quá đáng, nhưng vì thanh danh của mùi mùi ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi giải trừ hôn ước coi như là cho các nàng đưa ra một cái phương án giải quyết triệu phong không tin lần này các nàng còn có thể cự tuyệt ngươi chờ một chút ta trước cùng mùi mùi ta nói vài lời lăng vân yên nhìn triệu phong một cái sau đó lôi kéo lăng vân vũ đi qua một bên đưa lưng về phía hắn không biết nói nhỏ cái gì lại một lần nữa ngồi xuống triệu phong chuyện lần này rất nghiêm trọng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lăng vân yên nghiêm trang đem lời xấu nói ở phía trước Nghe nói như thế, Triệu Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hắn biết, chuyện chờ mong rốt cục sắp tới. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối làm tốt. Triệu Phong cam đoan. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Mau ly hôn với hắn, để hắn đi đi. Đầu tiên, em gái tôi là một cô gái rất truyền thống. Khi Lăng Vân Yên nói đến những lời này, Lăng Vân Vũ ủy khuất cúi đầu. Em biết, cho nên chúng ta không thể kết hôn đúng không? Triệu Phong làm bộ rất đáng tiếc. Thậm chí có chút hối hận hành vi vừa rồi của mình. Vậy là anh sẽ cưới cả hai chúng ta. Nhưng mà, Lăng Vân Yên câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho Triệu Phong giống như là bị năm lôi oanh đỉnh đồng dạng, bổ tại chỗ. Trong nháy mắt, Triệu Phong cũng có chút hoài nghi lỗ tai mình. Hắn không nghe lầm chứ. Hay là Lăng Vân Yên điên rồi. Hắn phạm sai lầm lớn như vậy, đối phương còn có thể khoan dung hắn mau nói với ta tỷ tỷ ngươi nói bừa nàng không thể thay thế ngươi làm quyết định nàng kỳ thật là muốn cùng ta từ hôn đúng không triệu phong có chút sốt ruột lập tức chuyển ánh mắt đến lăng vân vũ không ngờ lăng vân vũ giống như là uống mê hồn dược lắc đầu nói ý nghĩ của tỷ tỷ ta chính là ý nghĩ của ta ngươi nhìn thân thể của ta ngươi phải chịu trách nhiệm với ta lăng vân vũ nói ra trình độ kinh người không thua gì lăng vân yên làm cho triệu phong cảm giác hai mắt hoa lên tùy thời đều muốn té xỉu này cậu làm sao vậy có phải hưng phấn quá mức không thấy thân thể triệu phong đột nhiên cảm thấy khó chịu ngồi cũng ngồi không vững hai nữ lập tức tới đỡ lấy hắn một trái một phải rất hạnh phúc